comment là nhanh, muốn đi chậm thì comment là chậm, đúng không ạ? Một số người họ đã biết rồi, cho nên họ muốn đi nhanh, cuốn chiếu nhanh để làm gì ạ? Để học được nhiều kiến thức. Kiến thức thì nó vô cùng nhiều anh chị em ạ, nhiều lắm ấy. Kể cả anh chị em có mầy mò cả tháng rồi thì Huy khẳng định anh chị em là anh chị em ngày hôm nay vẫn sẽ bị ngợp về kiến thức. Kể cả những người mà đã mầy mò cả tháng trời cũng sẽ bị ngợp về kiến thức. Được không ạ? Đấy, nếu mà anh chị em muốn đi nhanh thì Huy sẽ cuốn chiếu tour rất là nhanh. Bởi vì sao ạ? Nó rất nhiều thứ để mà chia sẻ. Được chưa ạ? Còn nếu anh chị em muốn đi chậm thì mình sẽ đi từng bước, mình sẽ nhiều ví dụ hơn, nhiều thực hành hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên, đi chậm thì chúng ta sẽ không học được hết những cái kiến thức mà đáng ra là Huy thiết kế để mà anh chị em học. Đó, thì chúng ta lại phải kéo dài lên những cái buổi khác, học thêm những cái buổi khác. Rồi, có một ông Thành Luân kia là ông này, ông ấy giỏi rồi, ông muốn đi nhanh. Rồi, ông Văn Lượng này cũng giỏi rồi, đi nhanh này. Ok không ạ? Nhanh để xem video lại ạ. Ok, nếu mà đi nhanh thì mình sẽ ít thời gian thực hành nhá. Rồi, anh chị em nào mà không comment là anh chị em từ chối quyền lợi của mình. Ở đây Huy nói anh chị em đó là Huy phục vụ anh chị em. Được chưa ạ? Huy là người phục vụ. Và anh chị em là cái người yêu cầu. Anh chị em không đưa ra yêu cầu, xong lúc sau anh chị em bảo là thầy ơi sao thầy đi nhanh thế? Thế tại sao lúc mà hỏi lại không trả lời, lại không comment, đến lúc sau lại quay ra lại bảo đi nhanh thế mới đi chậm thế, được không ạ? Lúc nhanh lúc chậm, lúc vừa bình thường, đi từ từ. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Bây giờ mình phải thống kê xem là cái người nào mà thích đi nhanh, thích đi chậm. Dạy nhanh vừa vừa, cái gì cần chậm nên chậm. Hỏi nhanh mới chậm thôi mà bây giờ nhiều biến thể quá. Đi trung bình, nhanh đi rồi thầy cày video. Rồi, ok nha. Như vậy là chúng ta sẽ có lúc nhanh, lúc chậm nha. Lúc bình thường nha. Nhanh từ từ. Nhiều cái gọi là rất là thú vị. Ok không ạ? Rồi. Thế thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau đi những cái bước cơ bản nhất để mà chúng ta làm chủ. Chính xác cái buổi ngày hôm nay là cái buổi làm chủ Midjourney. Đấy, chúng ta coi đấy như là một cái công cụ, như là một cái xe tăng. Đấy, mà chúng ta vừa mới khám phá ra, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải phải làm chủ tất cả những cái cơ bản nhất của cái xe này. Nó không phải cái ô tô nhiều anh chị em biết rồi, anh chị em sẽ không học. Nhưng mà đây là cái xe tăng mà nó là một vũ khí vô cùng là lợi hại, vô cùng kinh khủng. Đấy, và chúng ta dựa vào cái xe tăng này chúng ta có thể chiến đấu rất nhiều mặt trận, có thể tự tin hơn rất nhiều khi mà chúng ta tham gia vào những cái chiến trường, những cái thương trường, đúng không ạ? Ok nha. Lại từ từ. Từ từ. Nói nhanh nhưng làm ví dụ chậm. Rồi, ok. Thế thì cái đoạn lý thuyết thì nói nhanh nhá, còn đoạn thực hành thì từ từ, ok không? Nhá. Cho anh chị em làm ấy, đến lúc anh chị em làm ấy thì cho anh chị em thời gian để anh chị em làm. Còn lúc mà lý thuyết thì đi tour nhanh, có gì anh chị em xem lại video. Ok không? Nhá. Hợp lý được không ạ? Rồi. Ok nha. Rồi, thì anh chị em chúng ta biết rồi. Đó là gì ạ? Các cái công cụ thì nó như nhau. Nhưng mà ai là cái người mà có thể là gì ạ? Sử dụng được cái công cụ đấy. Anh chị em thấy là Midjourney thì nó là công cụ mà ai cũng có thể tiếp cận được, mà nó gần như là miễn phí, đúng không ạ? Nó miễn phí 25 cái câu lệnh cơ mà. Được chưa ạ? Cho nên là mọi người đều có quyền tiếp cận đến những công cụ đó là như nhau. Nhưng ai là cái người sở hữu được cái bộ gọi là kỹ năng đó, ai là cái người làm chủ được cái công cụ đấy tốt hơn thì người đấy có khả năng kiếm tiền, có khả năng thành công cao hơn so với những người khác. Được chưa ạ? Thế cho nên là gì ạ? Là ở đây thì Huy đã có một cái cuốn sách mà tổng hợp tất cả những cái kiến thức mà anh chị em cần để mà gì ạ? Để trở thành một cái người mà nó làm chủ cái công cụ này. Nó gọi là Midjourney toàn tập. Được chưa ạ? Và ngày hôm nay thì Huy cũng đi một phần nhỏ trong cái cuốn sách này thôi. Nó có rất nhiều thứ để anh chị em làm. Nó giống như là quyển từ điển sống
quyển từ điển sống, tức là gì ạ? Nó liên tục được cập nhật. Đó, cứ cái gì mà Huy thấy, cái gì hay, cái gì là thích là Huy đưa vào trong cái cuốn sách này. Đấy, và Huy cũng liên tục là mua những cái ebook, mua những cái cuốn sách ở Amazon ở nước ngoài. Đồng thời là mua những cái khóa học Midjourney ở nước ngoài. Sau đó là Huy học. Huy học xong đó là gì ạ? Là Huy đưa một số cái nội dung ở trong đấy, mình trải nghiệm, mình đưa số nội dung ở trong đấy vào trong khóa học này. Như vậy là thay vì anh chị em phải học tất cả những khóa học như vậy thì Huy mua, Huy học xong đầu Huy chia sẻ lại cho anh chị em, đúng không ạ? Nhá, thì đấy là cái Huy thấy rất là giá trị, rất là thú vị, đúng không ạ? Và cái mục tiêu mong muốn của Huy đó là gì ạ? Là chúng ta phải xây dựng được cái phong cách riêng của mình. Mỗi một người chúng ta sẽ dần dần nhá, mới đầu thì chúng ta sẽ thử rất nhiều phong cách khác nhau, nhưng mà sau đó ấy, thì chúng ta sẽ phải vẽ, phải viết theo một cái phong cách nào đó, được nhỉ? Đấy, và chúng ta làm master, làm chuyên gia trong một cái phong cách nào đó. Chỉ cần chúng ta có một phong cách nhất định thôi và chúng ta nổi tiếng trong phong cách đó, đấy là cái thành công, đúng không ạ? Không cần chúng ta phải giỏi tất cả mọi thứ. Rồi, chúng ta cũng hiểu được cái sự hoạt động của các cái câu lệnh, hiểu được cái sự hoạt động của những cái từ khóa, những cái tham số, và từ đấy thì chúng ta gì ạ? Dễ dàng kiểm soát cũng như là gì ạ? Là đưa ra những cái câu lệnh mà mình biết được cái đầu ra của nó là gì, được chưa ạ? Rồi, ngoài ra thì còn có rất nhiều những cái bí kíp, những cái tip, những cái trick được gì ạ? Được chia sẻ ở bên trong cái cuốn sách này anh chị em nhé. Đấy, những cái gọi là bí kíp của những bậc cao nhân ở trên thế giới được Huy sưu tầm, học tập và đưa vào đây cho anh chị em, thay vì anh chị em phải mầy mò, phải đọc bằng tiếng Anh, phải xem video bằng tiếng Anh, phải nghiên cứu ở rất rất nhiều nơi, thì Huy tổng hợp hết tất cả mọi thứ vào đây, cộng với cả những cái trải nghiệm thực tế của Huy nữa cũng đưa hết vào đây, được chưa? Và Huy định vị mình là cái người mà là dạy về vẽ tranh với AI là số 1 Việt Nam, tức là mình định vị mình là số 1 Việt Nam, được chưa? Nhắc đến là vẽ tranh với AI là phải nhắc đến ông Huy, đấy, Huy định vị là như vậy, đấy, ok không ạ? Để mà anh chị em biết rằng là cái mong muốn của Huy là như nào nhá. Ok, rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái cuộc hành trình của mình, thì chúng ta sẽ hiểu về những cái gì ạ? Những cái câu lệnh, những cái prompt thì hôm trước là chúng ta đã chia sẻ rồi, đúng không ạ? Huy đã chia sẻ rồi và Huy hướng dẫn lại, tóm tắt lại cho một số anh chị em mà hôm qua không được học trực tiếp đó. Thì những cái câu lệnh của Midjourney nó sẽ có cấu tạo như sau. Thứ nhất đó là image gạch sược một cái này, xong từ imagine này, được chưa ạ? Xong từ prompt này, đúng không ạ? Đấy, xong đó thì cái câu lệnh nó sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất đấy là image prompt, tức là câu lệnh hình ảnh. Chúng ta có thể đưa một hay hai cái đường link hình ảnh vào đây, được chưa ạ? Nhớ cái đường link hình ảnh cái cuối cùng ấy nó phải là cái .png hoặc .jpg. Đấy, hôm nay Huy thấy một số anh chị em đưa hình ảnh vào nhưng nó không hoạt động, bởi vì sao ạ? Chúng ta đưa cái hình ảnh nhưng mà cái đường link nó bị sai, được chưa ạ? Nó không phải là .png hoặc .jpg thì nó không được chấp nhận. Recording in progress. Rồi, cái thứ hai đó là gì ạ? Đó là text prompt, tức là câu lệnh gì ạ? Câu lệnh bằng chữ. Đấy, cái từ prompt này nó vừa là câu lệnh vừa là lời nhắc, cho nên là chúng ta dùng câu lệnh cũng được, lời nhắc cũng được anh chị em nhé. Đấy, thì chúng ta mô tả cái bức tranh, chúng ta tưởng tượng, chúng ta mong muốn nó cái như thế nào, chúng ta mô tả nó ra đây, được chưa ạ? Cái đoạn cuối cùng là cái đoạn là các cái tham số kèm theo, thì các cái tham số này là cái gì thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi, được chưa ạ? Đấy, cái mô tả ở đây có những cái gì ạ? Có những cái biến thể nào thì nếu mà ngày hôm nay chúng ta nhanh được thì chúng ta cũng đi. Cái phần hình ảnh này nếu như mà chúng ta gì ạ? Kịp thời gian thì chúng ta hôm nay chúng ta cũng đi qua luôn, ok không ạ? Như vậy là chúng ta sẽ đi qua được một loạt những cái cấu trúc câu lệnh và hiểu rõ về những cái câu lệnh, được chưa ạ? Với một số cái câu lệnh thì chúng ta lưu ý mấy cái điều như sau. Thứ nhất là cái độ dài của cái prompt. Prompt thì có thể rất đơn giản hoặc là một cái từ đơn lẻ. Như hôm trước Huy có chia sẻ anh chị em ấy, đó là gì ạ? A dog, một cái gì ạ? Một cái con chó thì cũng là gì ạ? Cũng là một cái gì ạ? Đây, anh chị em thấy không ạ? A black dog. Black dog tức là gì ạ? Là con chó đen. 4K, mỗi thế thôi.
cái V5 với Q2 này nó gì ạ, nó cài đặt sẵn, nó tự động thêm vào, chỉ con trò đen, thế là gì ạ, thế là ra được một bộ ảnh, chỉ đơn giản là con chó đen thôi anh chị ạ, nhưng mà ra một bộ ảnh làm sao ạ, cực kỳ chi tiết. Đấy là cái gì ạ, đấy là sức mạnh của gì ạ, của Midjourney, anh chị em nhìn thấy không ạ, những cái sợi lông của nó cực kỳ chi tiết. Bởi vì sao ạ, bởi vì nó là 4K đấy, cho nên là mắt này, anh chị em nhìn thấy mắt con chó này, thấy không ạ, cực kỳ là chi tiết, ánh sáng rất đẹp luôn đó. Cái câu lệnh nó có thể là rất là ngắn hoặc là câu lệnh rất là dài, không quan trọng. Nhưng cái quan trọng ở đây á, đó là chúng ta hãy tập trung vào những thứ quan trọng. Tức là chúng ta hãy đưa vào những câu lệnh để mà nó không bị bối rối, để nó có thể dễ dàng nó đưa ra cái hình ảnh mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Rồi, tập trung vào những khái niệm chính, tập trung những câu lệnh chính, những cái từ khóa chính nhá. Rồi, cái thứ hai chúng ta cần quan tâm khi mà chúng ta sử dụng cái câu lệnh của Midjourney, nó khác so với cả ChatGPT. Tại sao rất nhiều người dùng ChatGPT xong đó là đưa cái nhờ ChatGPT mô tả cái hình ảnh, xong đưa cái hình ảnh đó, đưa cái đoạn mà sử dụng ChatGPT đó đưa vào trong Midjourney thì fail hết. Fail vì sao ạ? Thứ nhất nó dính từ cấm, từ bị cấm. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Là Midjourney nó không hiểu ngữ pháp. Midjourney nó không hiểu ngữ pháp giống như là ChatGPT, nó chỉ hiểu những cái từ khóa thôi. Tất nhiên ngữ pháp nó cũng hiểu một cách gọi là cơ bản. Đặc biệt nhé, đặc biệt khi mà Midjourney lên đến cái level 5 ấy, thì cái khả năng hiểu ngữ pháp của nó ấy, tốt hơn rất nhiều so với ngày xưa. Nhưng chúng ta cũng không đưa cả một cái câu dài vào. Ví dụ như là hôm nay là một trời ngày nắng đẹp, rồi là thanh xuân gió mát hiu hiu, rồi những cái từ mà hiu hiu cái thứ này là đôi khi nó không hiểu, được chưa? Đó. Mà thay vì như vậy thì chúng ta đưa những cái từ khóa nó mang cái tính chất là gì ạ? Là có màu sắc. Đấy, có màu sắc rõ ràng. Thì như vậy ấy, là Midjourney nó sẽ hiểu hơn. Được không ạ? Nha. Tất nhiên có một số cái từ nó mang mô tả những cái màu sắc nhưng mà dưới cái dạng là mùi vị, đúng không ạ? Hoặc là dưới dạng là âm thanh. Ví dụ như là cái màu này nó cảm giác là nó hơi bẩn bẩn kiểu ạ. Đấy, thì mình có cảm giác đó, thì tất cả những cái thứ đó Midjourney có thể nó vẫn hiểu. Nhưng chúng ta nên đưa vào những cái từ khóa mà nó mang tính chất là gì ạ? Màu sắc, hình ảnh, được chưa ạ? Nhá. Và nó không cần đúng ngữ pháp. Ví dụ như là đang ngồi ở trên cái con ngựa chẳng hạn, thì mình nói là ngồi trên con ngựa nó cũng hiểu, đúng không ạ? Ví dụ thế. Nhưng mà nếu mà mình cứ viết ngữ pháp thì nó vẫn hiểu. Ok không ạ? Đó, rồi. Tập trung vào những gì mình muốn và đừng cố gắng miêu tả những gì mình không muốn. Tức là sao ạ? Là ví dụ như là mình không muốn là trong một cái bàn ăn, mình không muốn là xuất hiện những đứa trẻ con, mình không muốn xuất hiện những người già, thì mình đưa vào đó là gì ạ? Trong một bàn ăn không có trẻ con, không có người già, thì đôi khi á, nó không hiểu từ không, mà nó lại gì ạ? Nó lại đưa cả trẻ con và người già vào, được chưa ạ? Nếu mà mình không muốn những đối tượng đó xuất hiện ấy, thì có một cái câu lệnh, có một cái tham số, đó là tham số no, gạch gạch hai dấu trừ, sau đó chữ no, sau đó là gì ạ? Cách ra một cái, viết những cái từ khóa mà mình không muốn xuất hiện ở trong cái bức tranh của mình, được chưa ạ? Ví dụ như là pool party, đấy, no children, no gì ạ? No old people, kiểu vậy, được không ạ? Thì nó sẽ không xuất hiện những người già hoặc trẻ em ở trong cái khung hình đó, được không ạ? Thì mình thêm cái từ no vào nữa, ok nhá. Tuy nhiên thì Huy thấy là cái từ no này nó cũng không nặng lắm, nó cũng không hiệu quả lắm đâu. Cho nên là hạn chế đưa những cái gì mình không muốn, tập trung những gì mình muốn. Rồi, thêm vào nữa đó là suy nghĩ về những chi tiết quan trọng. À, chi tiết quan trọng là gì ạ? Ví dụ như là mình tưởng tượng ra cái bức hình của mình ấy, thì mình tưởng tượng ra bức hình một cô gái chẳng hạn. Và mình muốn cái bức ảnh đó nó focus vào cái khuôn mặt và focus vào cái ánh mắt. Đấy, khi mà chúng ta chụp ảnh ấy, anh chị em thấy là gì ạ? Focus vào cái con ngươi của cô gái, đúng không ạ? Thì trong cái câu lệnh của mình ấy, thì mình cũng sẽ có một câu đó là gì ạ? Focus on eyes, tức là tập trung vào gì ạ? Đôi mắt, đúng không ạ? Ví dụ thế, mình tập trung vào những chi tiết quan trọng. Hoặc là gì ạ? Mình mô tả cái mái tóc, mình nói là gì? Hai gì ạ? Hai detail
hair, tức là gì ạ, là mái tóc chi tiết, rất chi tiết về mái tóc. Đấy, ví dụ thế. Thì như vậy là gì ạ, nó sẽ tập trung vào những chi tiết đấy. Hoặc là chúng ta gì ạ, nói là chi tiết những cái gì ạ, những cái ngón tay, những cái bàn tay, những cái bàn tay ngón tay thường nó bị lỗi đúng không ạ, thì mình đưa vào những cái chi tiết đó là gì ạ, high detail hand đấy, hoặc là finger đấy, detail finger. Thì như vậy nó sẽ đưa ra những cái chi tiết là gì ạ, là cái ngón tay, những cái vết nhăn, rồi những cái da các thứ, những cái gọi là lỗ chân lông, nó sẽ gì ạ, nó sẽ rất chi tiết, được chưa ạ. Đấy, rồi sau đó thì chúng ta hãy tập trung vào những cái yếu tố như sau. Thứ nhất là chủ đề. Chủ đề ở đây thì chúng ta phải tưởng tượng xem là cái bức ảnh của mình ấy, nó tập trung vào chủ đề gì. Chủ đề là người, là động vật, là nhân vật, là địa điểm, là đối tượng, hay là gì ạ, hay là cái một cái ý tưởng nào đó. Ví dụ như là chủ đề của mình là gì ạ, là đồ ăn, chủ đề của mình là thời trang, chủ đề của mình là nhiếp ảnh, chủ đề của mình là sáng tạo nghệ thuật, đúng không ạ, chủ đề của mình là tưởng tượng, chủ mình của mình, đề của mình là gì ạ, là tạo ra nhân vật mới, cái chủ đề của mình là thiết kế nội thất đó. Thì cái chủ đề của mình đầu tiên đó là cái cực kỳ quan trọng, đúng không ạ. Đó là những cái từ khóa mà chúng ta cần phải đưa vào đầu tiên. Cái chủ đề là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai đó là cái phương tiện, được chưa ạ. Cái phương tiện để mà thể hiện, cái phương tiện để thể hiện cái chủ đề của mình, được chưa ạ. Cái phương tiện để thể hiện cái chủ đề của mình đó là gì ạ, đó là ảnh, hay là gì ạ, là tranh vẽ, nó là màu nước, hay là bút chì, nó là điêu khắc, hay là gì ạ, hay là vẽ tranh kiểu nguệch ngoạc, hay là tranh vẽ trẻ con, hay là tranh vẽ theo kiểu là tranh minh họa, hay là tranh 3D, hay là tranh màu phẳng, đúng không ạ. Đấy, thì tất cả những cái thứ đó nó là phương tiện để tạo ra cái hình ảnh đó, được chưa ạ. Cái thứ ba nữa là chúng ta quan tâm đến là cái môi trường. Cái môi trường của cái bức ảnh đó, nó là ngoài trời hay trong nhà, nó là trên cao hay là dưới nước, được chưa ạ. Nó là trên mặt trăng hay là ở vũ trụ, nó là giữa thành phố hay là giữa rừng, được chưa ạ. Cái môi trường xung quanh nó rất quan trọng, được chưa ạ. Cái thứ tư nữa đó là chúng ta là ánh sáng. Ánh sáng thì nó là mềm mại, smooth, hay là gì ạ, xung quanh, ambient, hay là u ám, overcast, hay đèn neon, hay là studio light, tức là đèn ở trong studio đấy, hoặc là gì ạ, là ánh nắng buổi chiều tà, được chưa ạ, hay là ánh nắng ở bình minh, hay ánh nắng giữa trưa gay gắt, được chưa ạ. Đấy, hoặc là gì ạ, đèn đường, chiếu sáng bởi đèn đường, hay là chiếu sáng bởi đèn flash, hay là chiếu sáng bởi ánh trăng, ok không ạ. Thì tất cả những cái ánh sáng đó là chúng ta có thể đưa vào, được chưa ạ. Cái thứ năm đó là màu sắc. Màu sắc có thể tạo ra được vô cùng nhiều các biến thể khác nhau. Chúng ta chỉ biết là gì ạ, blue, green, black, white, yellow, red, orange, brown, đúng không ạ, những cái màu cơ bản, đúng không ạ. Nhưng mà thực tế nó có hàng trăm các loại màu khác nhau, được chưa ạ. Màu đỏ thôi thì cũng có đỏ phớt, đỏ hồng, đỏ nhẹ, đỏ gì ạ, đỏ bóc đô, rồi đỏ đậm, đỏ tối đấy, đỏ hồng nhung, cho nên đỏ này đỏ kia, nó rất nhiều loại đỏ khác nhau, hồng cũng vậy, rất nhiều loại hồng khác nhau, rồi trộn các loại màu với nhau này, full colorful, nó là rainbow, đúng không ạ, nó lại red, blue, green, yellow, nó lại trộn các loại màu ra, nó ra rất nhiều biến thể khác nhau, được chưa ạ. Rồi tiếp theo nữa đấy là gì ạ, là bố cục, là tâm trạng. Tâm trạng ở đây ấy, nó là gì ạ, nó là thể hiện cái không khí của cái bức ảnh đó. Ví dụ cũng là bức ảnh của một cô gái, nhưng mà tâm trạng cô gái đấy là đang buồn hay đang vui, hay là cái cảm xúc của cô ấy đang bình tĩnh, đang nhẹ nhàng, hay đang vui vẻ, hay là đang sợ hãi, hay là đang giận dữ, hay đang gào thét lên, được chưa ạ. Cái tâm trạng hay là cái cảm xúc của cái nhân vật hay là cái bức tranh đó, ví dụ như là bức tranh u ám chẳng hạn, hay bức tranh là gì ạ, buồn chẳng hạn, đúng không ạ. Đấy, tả một cái ngôi làng nhưng mà buồn thiu đấy, thì là mình đưa thêm cái tâm trạng vào. Đấy, cái tiếp theo nữa là cái bố cục, được không ạ. Bố cục ở đây thì là có thể là chân dung portrait, hay là ảnh chân dung chỉ sát người, headshot, hoặc là close up cận cảnh, hay là bird view, đấy là nhìn bằng mắt chim đấy, hoặc là gì ạ, hoặc là flycam, hoặc là micro, tức là chụp siêu siêu cận cảnh, đúng không ạ, cận cảnh nhưng mà siêu cận cảnh,
đấy, siêu gần thì micro, super micro, đấy, rồi cái bố cục của cái bức ảnh đó, cái loại để mà tạo ra cái bức ảnh đó. Ví dụ như là hôm trước thì có ví dụ là flycam ở độ cao 500m, ví dụ thế, thì cái bố cục của bức ảnh nó cũng rất là quan trọng, được chưa? Và có thêm một cái điều nữa, có thêm một cái điều nữa anh chị em có thể là gì ạ, là quan tâm, đó là gì ạ, đó là chất liệu. Chất liệu cũng rất quan trọng anh chị em nhé, chất liệu cũng rất quan trọng. Chất liệu cũng rất quan trọng nhé, được chưa? Chất liệu thì ở đây chúng ta có thể có những chất liệu như là gì ạ, là sắt này, đấy, đồng này, đấy, kim cương này, đấy, rồi là hổ phách này, nhiều lắm anh chị em ạ, đấy, rồi gỗ này, đá này, đấy, thép không gỉ này, đấy, đúng không ạ, đấy, nhiều lắm, đấy, ví dụ như là sợi carbon này, đấy, vàng này, đấy, được chưa ạ, nhiều lắm. Thì chất liệu cũng là một cái thứ tạo ra những cái biến thể khác nhau vô cùng nhiều. Ok không ạ? Như vậy anh chị em chỉ cần tập trung vào những cái này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái điều này nó sẽ tạo ra những cái bức ảnh và có sự gì ạ? Biến thể vô cùng nhiều. Chút nữa thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em một số cái ví dụ. Đấy, ở đây thì Huy có cho anh chị em một cái ví dụ. Huy đã làm ví dụ rồi. Được chưa ạ? Đấy. Đấy, thì ở đây có rất nhiều những cái ví dụ, như là cái ví dụ như là màu vẽ bằng tranh. Đấy, vẽ tranh, được chưa ạ? Đấy. Con mèo này thì hình như là người ngoài hành tinh. Đấy. Đó. Con mèo này thì là bằng kiểu gốm sứ. Con mèo này là đeo kim cương. Con mèo này làm bằng từ chất liệu là xương anh ạ. Làm bằng chất liệu bằng xương. Đấy, con mèo này là kết hợp mấy thể loại vào. Đấy, con mèo này bình thường. Đấy, con mèo này là mang tính chất là gì ạ? Nó có cái phần thành phần là electrical, nó có lighting, nó có lê ông, nó có xét điện xung quanh. Đấy nhá. Đấy, con mèo này bình thường, con mèo này bình thường. Đấy, con mèo này là gì ạ? Nó có thêm những cái ánh sáng nó magic. Đó, được chưa ạ? Đấy. Đấy, con mèo này là mèo đen. Đó, ở bên cạnh cái bảng đen. Con mèo này thì là dạng gấp giấy anh em nhé. Đấy, cái chất liệu khác nhau mà. Đấy, con mèo này thì là dạng là colorful, rainbow, tức là nhiều sắc màu. Đó. Con mèo này thì màu đen thôi. Đấy. Đấy, con mèo này thì là được vẽ trên giấy, bằng chất liệu là bút trên giấy. Đấy, con mèo này ở chế độ là anime. Đấy, là hoạt hình. Con mèo này thì lại là chế độ là gọi là dũng sĩ, kỵ sĩ, kiểu ạ. Con mèo này thì mang tính chất là gì ạ? Futuristic, tức là gì ạ? Mang yếu tố tương lai. Đấy, cho nên là nó sở hữu rất nhiều những cái máy móc trang thiết bị, đúng không ạ? Đấy, con mèo này là sử dụng thêm cái loại mà bình thủy tinh kết hợp với cái bình thủy tinh đó. Đấy, con mèo này thì mang tính chất là hơi u ám, hơi có cái thứ mà gì nó hơi hơi kinh dị một tí. Đó. Con mèo này thì lại mang cái phong cách thiết kế của cái ông họa sĩ này. Ông họa sĩ này ông ấy theo cái phong cách thiết kế là siêu thực. Đấy, cho nên là làm con mèo theo phong cách của ông ấy. Đó. Đây, con mèo này cũng là phong cách ấn tượng. Đấy, con mèo này thì lại mang tính chất là gì ạ? Là lấp lánh này, đấy, đáng yêu này, đấy, rồi có những cái ánh sáng kiểu ma thuật ở xung quanh. Đấy, con mèo này là con mèo là gì ạ? Macaron, Dracula, Cat, nhỉ? Con mèo này là gì ạ? Anh chị em biết con mèo này là con mèo gì không ạ? Đấy, con mèo này gọi là cái dạng là con mèo mà ngọc, nó làm bằng ngọc ấy. Đấy, làm bằng ngọc tím ấy. Đấy, ngọc tím. Đấy, con mèo này thì lại cái màu là màu xanh, nhưng lại màu vivid xanh. Xanh là xanh vivid. Xanh vivid là nó xanh thẫm luôn đấy. Được nhỉ? Đấy. Xanh vivid nó sẽ có cái màu xanh nó rất là đặc biệt. Đó, đây là đỏ, nhưng mà đỏ vivid. Đó, vivid red. Vivid red cat. Đấy. Con mèo này là con mèo gì ạ? Đây là con mèo gọi là mèo zombie. Zombie cat.
đúng không ạ? Zombie Cat là nó ra cái con mèo nó kiểu như là kinh khủng như này đấy, đúng không ạ? Thì đấy là một số cái ví dụ là Huy đã làm thực tế để ví dụ cho anh chị em cái phần này. Bao nhiêu anh chị em chúng ta muốn thực hành luôn bây giờ thì comment là tôi ạ. Nếu anh chị em muốn thực hành luôn thì comment là tôi. Còn nếu anh chị em muốn tiếp tục học lý thuyết tiếp thì là gì ạ? Là comment là số 2. Comment số 2 để học lý thuyết tiếp. Còn comment thực hành, nếu mà muốn thực hành thì comment là tôi. Đây, Huy thấy rằng là ở đây có vẻ là nhiều anh chị em muốn thực hành này, đúng không ạ? Một số anh chị em muốn học tiếp lý thuyết này, cuốn chiếu này. Đấy, nhưng mà có vẻ là cái người muốn thực hành nhiều hơn nhá, thì ok nhá. Thì Huy sẽ cái phần thực hành này Huy sẽ yêu cầu anh chị em thực hành rất là nhanh, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hành nhá. Huy sẽ cho anh chị em một cái đề bài, và sau đó thì anh chị em chúng ta vào trong cái học viện AI này, được chưa? Đấy, chúng ta vào phần gì ạ? Phần tập vẽ số 1, được chưa? Vào phần tập vẽ số 1. Sau đó thì Huy cho anh chị em một cái đầu bài đơn giản thôi, không cần cầu kỳ. Đấy, anh chị em vẽ cho Huy một con ngựa hoặc là một đàn ngựa, đúng không ạ? Đấy, một đàn ngựa với các phong cách khác nhau. Với các phong cách khác nhau, được chưa? Và con ngựa là gì ạ? Anh chị em nhớ cái cách làm chưa ạ? Mình vào dịch này. Một số anh chị em không biết tiếng Anh ấy, được chưa? Đấy, một đàn ngựa. Đấy, sau chúng ta là gì ạ? Đưa vào cái phong cách, cái chủ đề đàn ngựa là gì ạ? Là đang chạy ở trên thảo nguyên, được chưa? Hay là đang gì ạ? Hay đang gặm cỏ, được chưa? Hay đang chạy trên bãi biển, đúng không ạ? Thì tùy vào anh chị em, cái sự sáng tạo của anh chị em. Nếu như mà chúng ta không biết cái gì hết thì mình chỉ cần là gì ạ? Nói là một đàn ngựa là được, được chưa? Hoặc là một con ngựa cũng được nha. Một con ngựa cũng được nha, được chưa? Rồi, được không ạ? A horse, thế thôi là cũng được rồi nha. Nếu anh chị em không biết thêm cái gì hết thì là chị ạ, một con ngựa là được rồi. Đấy, còn nếu như anh chị em có thể thì mình có thể là gì ạ? Đưa vào một số cái một số cái tiêu chí ở đây nhá. Đấy, Huy sẽ gợi ý, Huy sẽ gợi ý cho anh chị em một số cái từ khóa để anh chị em có thể là đưa thêm vào nhá. Bao nhiêu anh chị em đã vào được Zoom vẽ tập 1 rồi ạ? Zoom tập vẽ số 1, anh chị em comment anh chị em hãy bắt đầu vẽ cho mình đoàn ngựa, được chưa? Đoàn ngựa này anh chị em thử vẽ đoàn ngựa mà nó ở thì tương lai nó mang tính chất là futuristic đi, được chưa? Hoặc là đoàn ngựa này mang tính chất là zombie đi, được chưa? Hoặc là đoàn ngựa này alien đi, là gì ạ? Là người ngoài hành tinh đi, được không? Hoặc đoàn ngựa này theo cái phong cách là gì ạ? Cyberpunk ấy, là cái dòng truyện tranh với cái game Cyberpunk ấy, được chưa? Hoặc là ngựa này nó theo phong cách là Star Wars đi, ok không ạ? Hoặc là ngựa này theo phong cách của cái thế kỷ số 19 đi, đúng không ạ? Của những cái năm 1990, nó là 90s, được chưa? Hoặc là đàn ngựa này là phải nó là ở một trên một cái buổi chiều tà hoàng hôn cơ, được chưa? Hoặc đàn ngựa này nó phải gì ạ? Nó đang phải nó gọi là phi nước đại cơ, được chưa? Hoặc đàn ngựa này đang gì ạ? Đang chạy trên bãi biển đi, được chưa? Hoặc đàn ngựa này gì ạ? Là rất nhiều sắc màu, full color, colorful. Đấy, đấy, đàn ngựa này có gì ạ? Có magic đi, được chưa? Được chưa? Đàn ngựa này gì ạ? Có lighting đi, nó là chạy mà gọi là tạo ra những cái tia lửa điện ấy anh chị em ạ, được không ạ? Đấy, hoặc là đàn ngựa này lại màu trắng ấy, white, được không ạ? Hoặc đàn ngựa này thì màu đen, được chưa? Hoặc là đàn ngựa này gì ạ? Là đang ở trên chiến trường. Đấy, hoặc đàn ngựa này đang nằm nghỉ, đúng không ạ? Đang nghỉ ngơi ở trên cánh đồng, được chưa? Rồi, hoặc đàn ngựa này lại màu xanh, mà xanh là gọi là xanh lục bảo, đó là gì ạ? Là pearl. Đấy, hoặc là đàn ngựa này được gì ạ? Được thiết kế bởi gì ạ? Bởi bằng đồng, copper, hoặc bằng sắt là iron, hoặc bằng vàng, ngựa mà bằng vàng là gold, golden. Đấy, golden horse. Anh chị em sẽ ra cái gì, được không ạ? Hãy thử đi anh chị em.
tiếp tục thử tiếp. Nếu anh chị em làm xong một tấm rồi, tiếp tục làm tấm thứ hai, được chưa? Làm xong một tấm rồi, tiếp tục làm tấm thứ hai. Là ngựa mà làm bằng vàng thì sao, ngựa làm bằng bằng kim cương thì sao, đúng không ạ? Diamond horse, đúng không ạ? Ngựa mà làm bằng gì ạ? Bằng đồng, bằng sắt, bằng inox, bằng sợi carbon thì sao? Bằng fiber carbon, được chưa? Đấy, bằng sợi quang, fiber optic thì sao? Được không ạ? Bằng thủy tinh, bằng glass thì sao? Được không ạ? Ngựa mà làm bằng thủy tinh thì sẽ ra sao? Được không anh chị em? Nhá. Hãy đưa vào những cái từ khóa, nó chỉ đơn giản thôi, chỉ có con ngựa với một cái vật liệu hoặc là cái bối cảnh, được chưa? Rồi, rất tuyệt vời, xin chúc mừng anh chị em. Đấy, có anh chị em nào vẫn chưa làm được thì chúng ta comment xuống nhé. Vẫn chưa làm được thì comment xuống nhé. Ôi giời, rất tuyệt vời, anh chị em nhìn này. Con ngựa này là thể loại gì đấy? Đấy, hero, people, fight, tank, gold. Nó có quá nhiều. Ở đây, chỗ này là anh chị em lưu ý này, anh chị em nhìn này. Cái con ngựa này ấy, là nó có quá nhiều phong cách, cho nên là cuối cùng nó không hiểu cái gì. Vừa có tank, vừa có gold, vừa có fight, fly, tức là bay, vừa là gì ạ? People, nó vừa có người, ngựa, người, xong nó quá nhiều cái từ khóa, cuối cùng nó không hiểu mình muốn gì, nó vẽ lung tung hết cả. Được chưa ạ? Đây, con ngựa đang chạy trong bức tranh. Anh nhìn em ạ, ngựa running in Paris. Green version, đấy, phiên bản màu xanh. Anh nhìn em thấy không ạ? Đấy, anh chị em con ngựa robot này, robot horse. Đấy, follow superhero flying in play. Đấy, tức là gì ạ? Con ngựa robot. Đấy, anh nhìn em ạ. Đấy. Rồi. Ở đây là con ngựa mà gì ạ? Là được vẽ rất là nhiều màu sắc, đang chạy trên bãi biển vào cái cảnh hoàng hôn. Anh chị em thấy đẹp không ạ? Tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, đây là gì ạ? Là đội ngựa đang gì ạ? Đang chạy ở trên cái bình nguyên, thảo nguyên, ở vào buổi sáng. Đấy. Và ánh nắng mặt trời đang chiếu sáng, anh chị em thấy không ạ? Đấy, bình minh đấy. Rồi, đây là 5 con ngựa màu trắng, màu nâu, trắng nâu. Đấy, đang chạy trên thảo nguyên. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Vẽ ngựa là khó nhất anh chị em nhé. Người ta bảo với các họa sĩ vẽ ngựa là khó nhất. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây con ngựa là gì ạ? Đang chạy ở đâu ạ? Chạy ở trong rừng với một cái thời tương lai và ở bên dưới ánh nắng gọi là buổi chiều tà. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Rất đẹp luôn, rất nghệ thuật luôn. Được chưa ạ? Đấy, ở đây thì là Golden Sunshine đang chạy với rất nhiều màu sắc khác nhau. Ở đây là những con ngựa mà gì ạ? Chạy ở cái phong cách gì đây ạ? Prehistoric, tức là phong cách mang tính chất là hơi tiền lịch sử gì đấy đúng không ạ? Đấy. Tiền lịch sử là gì? Tiền sử à? Ok, đây là đội ngựa gì đấy? Đấy, ngựa đang chạy gì đây? Hai trắng một đen, hai nâu một vàng, kinh nhỉ? Hai trắng một đen, hai nâu một vàng, úi dồi ôi, kinh phết. Đấy, tai dài, đấy, đang bay, cái bờm dài đang bay ở trong gì ạ? Ở trong gió, long tail, đấy, đuôi dài chứ. Đấy, một đàn ngựa này. Colorful magic horse running on the vast. Đấy. Đấy, một đàn ngựa làm sao ạ? Rất rực rỡ sắc màu đúng không ạ? Đấy, đang chạy ở trên thảo nguyên này. Được chưa ạ? Ở đây thì sao ạ? Đàn ngựa đang chạy ở trên cái gì ạ? Thảo nguyên xanh ở vào buổi sáng. Đấy, ok nhé. Rồi, đây là một con ngựa này, chạy này. Vừa chạy mà lại gì ạ? Lại đang chiến đấu, fighting. Đúng không ạ? Flighting tức là đang chạy nhưng mà như kiểu bay ấy. Đấy. Quá kinh khủng anh chị em, quá giỏi luôn. Rồi anh chị em nhìn này. Úi trời ơi, con ngựa này mà gì ạ? Có thêm đèn neon vào thì sao ạ? Sáng phát sáng rực rỡ luôn, anh chị em thấy không? Đấy,
Một người không thể nào mà ra được từng này ý tưởng đâu, nhưng mà anh chị em chúng ta giỏi lắm. Được chưa ạ? Quan trọng nhất là mình thực hành, thằng nào thực hành nhiều thằng đấy chiến thắng. Mà ở đây ấy, là chúng ta thực hành cùng với nhau, cho nên là gì ạ? Cùng một lúc chúng ta thực hành được rất nhiều phong cách khác nhau anh chị em nhé. Đấy, đây con ngựa đang chạy ở giữa sa mạc này. Đấy, mặt trời đang chiếu sáng này. Đấy, ok không ạ? Đấy, chạy thành đàn này. Xong lại có từ diamond là gì nó không hiểu, nó không đưa vào. Đấy, một con ngựa đang chạy này, với một cái gì ạ? À, bãi biển dài, và một cái cô gái thì đang cưỡi trên lưng ngựa với cái gọi là hình ảnh thực tế. Đúng chưa? Đó. Đấy, đây là ngựa này đang chạy ở sông hay là gì đây này. Đấy, sông với suối này. Đúng chưa? Đấy. Rồi. Ba con ngựa khỏe mạnh, màu sắc sặc sỡ đang chạy ở dưới hoàng hôn. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Ở đây là gì ạ? Ở đây một đàn ngựa rất nhiều màu sắc. Đấy, ở trong cái thảo nguyên và đang uống nước ở trong một cái dòng suối. Đấy, vào buổi chiều. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Rất là sặc sỡ sắc màu. Còn con ngựa này thì sao ạ? Fiber optic này, anh chị em thấy không ạ? Ngựa mà ở chế độ là gì ạ? Là sợi quang, anh chị em nhìn thấy đẹp không ạ? Quá mỹ mãn luôn, quá đẹp luôn. Ngựa nhưng mà được thiết kế bởi sợi quang. Anh chị em thấy không ạ? Chỉ có thể là Midjourney, chỉ có thể là AI thôi, nó mới tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mới cái tốc độ nó ngắn như thế này. Anh chị em thấy con ngựa này sao ạ? Rất nhiều màu sắc đang chạy ở trong cái gì ạ? Green Pastel là cái gì anh chị em nhỉ? Future Baby 4K. À, rất là hay. Green Pastel này là cái gì? Cũng không hiểu luôn. Anh chị em comment xuống ạ. Nha. Rồi. À, vào lại nhóm thế nào ban tổ chức kìa? Ban tổ chức gửi lại cái nhóm này. Thấy không, vào Discord nó báo là xác nhận email em điền rồi, nó cứ báo là email đã được sử dụng thì sao ạ? Em lò mò đăng ký mà chưa làm được gì. Đã bảo là chưa làm được thì phải hỏi ngay từ đầu, đến lúc bây giờ mới hỏi cái này. Nhắn tin cho ban tổ chức, nhờ ban tổ chức hỗ trợ nhé. Bây giờ là gì ạ? Là tài khoản đấy nó hỏng rồi, mình vào tài khoản khác, dùng tạm tài khoản miễn phí đi. Nếu mà có tài khoản miễn phí thì dùng tài khoản miễn phí đi, cứ loanh quanh cái tài khoản đấy làm gì, tạo tài khoản mới nó dễ không mà. Nhá. Câu lệnh thế nào mình chưa tạo được? Đây này, mình copy câu lệnh của mọi người này, vào cái Discord của nhóm này, copy câu lệnh của mọi người này, sau đó là gì ạ? Sau đó mình tạo thôi, đừng hỏi câu lệnh thế nào. Mình chưa biết câu lệnh thì copy câu lệnh của mọi người mà làm nhá. Ok không ạ? Chưa, nếu mà chưa vào được, tốt nhất là ra làm cái email mới thật nhanh, chỉ trong vòng khoảng độ 3 phút là xong. Tức là mình, một là mình có email rồi, hai là mình tạo cái email mới cũng rất nhanh thôi. Được chưa? Chấp nhận mình bỏ qua cái bài tập này để mà bài tập sau mình còn được làm. Chứ còn bây giờ mình không làm, không vào được thì tí nữa cuối cùng là không có được bài tập, không làm được cái gì cả. Và vì không muốn anh chị em là gì ạ? Là không làm được. Ok không ạ? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây là gì ạ? Là có lại cậu bé đang đeo trên lưng cái tre, đang cưỡi chỉ con ngựa. Đấy. Úi, anh chị em có ngựa, đây là ngựa vằn luôn này. Zebra này. Đấy, ngựa vằn. Đấy, chạy trên thảo nguyên xanh vào buổi sáng. Đấy, mặt trời chiếu sáng và một cô gái 25 tuổi đang cưỡi trên con ngựa. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, quá là kinh khủng luôn. Đấy, con ngựa này máy móc này, con ngựa máy móc này, machine horse, anh chị em thấy không ạ? Đấy, đúng là cái sức tưởng tượng của anh chị em quá kinh khủng, quá tuyệt vời luôn. Đấy, đàn ngựa này, đúng chưa? Đấy, theo cái phong cách gọi là cổ đại đây này. Đấy, gió mạnh này. Đấy, đúng chưa? Đây, 8 con ngựa run into the house, chạy ở trong nhà, làm bằng chất liệu vàng. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Úi trời ơi. Đấy, ngựa làm bằng vàng đây này, anh chị em thấy không ạ? Quá kinh khủng. Fiber optic house, anh chị em đây, ngựa mà chạy bằng gọi là sợi quang này. Đấy, ngựa này. Rồi, đây là gì ạ?
painting made of stone, tức là gì ạ? Là tranh làm bằng đá với 5 con ngựa đấy, với cỏ xanh. Đó, anh chị em thấy không ạ? Tuyệt vời không? Đấy. Nó làm tranh đá treo trên tường luôn, mới kinh như này. Đấy, mới ác. Rồi. Con ngựa bay này anh chị em ơi. Ngựa mà bay này. Anh chị em thấy tuyệt vời không? Đó. Rồi. Ngựa mà gì ạ? Lại có lông trắng. Đấy. Con ngựa với cái gì ạ? À, cái bờm dài, đuôi dài đang chạy ở trên cái đồng cỏ vào buổi sáng sớm. Đấy, đây con ngựa mà gì ạ? À, gọi là ngựa chiến này. Ngựa chiến này. Đấy. Đấy, cỡ nó full bow này, thêm đồng chí nào đây? Đang chủ đề ngựa. Rồi, cô gái với cái gì ạ? À, với cái hoa này. Úi giời. Beside water stream afternoon walking on the green step. Úi giời. Anh chị em thấy không ạ? Tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Đấy. Cô gái này cầm hoa này trên cái ngựa. Đây là unicorn này, flying này. Ừ. Castle beast này. Đây là con ngựa gì ạ? Con ngựa có sừng. Đấy, đang bay ở trên dạ bãi biển. Đấy, lại có cả gì ạ? Có cả lâu đài ở phía sau. Đó. Đấy, con ngựa bay này, qua một cái cây này. Bay qua một cái cây thì nó lại cắm cái cây trên lưng con ngựa. Đấy. Rồi, còn hoa hồng ở đây nữa. Rồi. Đấy, ngựa chiến này anh chị em ạ. Đấy, ngựa bay trên trời này. Đấy. Ngựa này thì sao ạ? Hai con ngựa này nó còn đang gì ạ? Còn đang chiến đấu mà nó còn phát sáng này. Đúng không ạ? Luminescent này. Thấy chưa ạ? A horse flying over the trees này. Đấy. Bay trên ngọn cây nhưng mà lại gì ạ? Mang tính chất là người ngoài hành tinh. Đấy mới kinh. Trí tưởng tượng của anh chị em thực sự là quá kinh khủng anh chị em. Đấy, quan vũ này. Anh chị em thấy không ạ? Quan vũ cưỡi ngựa này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Quan vũ cưỡi ngựa này. Thế mới kinh. Ba con ngựa được cưỡi này trên ba người lính này. Đấy. Rồi. Rồi. Ok không ạ? Đấy, tuyệt vời. Rồi. Đấy, ba con ngựa này gì ạ? Làm bằng gì ạ? À. Ba con ngựa này làm bằng gì ạ? Ở đâu à? Rồi, thôi nhá, dừng nhá, stop. Rồi. Đấy, bikini girl riding on horseback walking on green step. Đấy, chơi cả bikini girl vào đây nữa mới kinh nhỉ. Đấy. Ngựa chiến màu trắng. Đấy nhá, ngựa chiến màu trắng. Đấy, nó làm như kiểu tượng này, anh chị em ạ, tượng ngựa này, quá đẹp luôn. Đấy, anh chị em thấy ạ, có cả bikini girl đang cưỡi ngựa là mình kinh nhé. Ok, được rồi, rất tốt, xin chúc mừng tất cả anh chị em. Cảm ơn anh chị em và xin chúc mừng tất cả anh chị em. Rồi. À, câu lệnh có kèm chiếc lá xanh là không ra kết quả. Có ai không ra kết quả giống mình không? À, bình thường nhá, bình thường nhá. Đấy, thôi, thôi, đủ rồi, thôi, không ấy nữa. Đấy, anh Huy biết anh chị em còn đang rất máu thực hành. Nhưng mà thôi, chúng ta tiếp tục, đúng không ạ? Đấy. Đấy, con ngựa là gì ạ? Ở hoàng hôn, đấy. Đấy, con ngựa này gì ạ? Cái gì đấy? Steve Jobs, CEO gì đây, trời ơi. Cho cả ông Steve Jobs vào đây nữa. Đấy. Dựa ngựa với iPhone này. Kết hợp đủ thứ. Mình kết hợp nhiều quá, xong cuối cùng nó không hiểu, nó đưa ra cái lung tung. Nó không đúng ý mình. Bởi vì mình cũng chẳng biết là mình muốn gì. Cho nên là mình mới đưa ra những cái con gọi là kỳ lạ như thế này. Đấy, con ngựa với cái dạng Canon ở phía sau. Mắt thì dạng gọi là gắn laser. Thế mới kinh như thế. Ngựa không thể nào ra loại ngựa được, không hiểu nó là gì luôn. Đấy, ok nhá. Rồi.
Huy biết anh chị em là rất giỏi và rất là thích thực hành. Rồi nhá, tạm thời dừng nhá. Rồi thôi, ok. Quá kinh khủng đấy, anh chị em thấy thực hành có vui không? Bao nhiêu anh chị ấy thực hành quá vui thì comment tôi cái này. Nếu thầy hỗ trợ một số chị chưa bạn biết đặt câu lệnh ở đâu thì thầy vẫn cho các chị đặt câu lệnh nhé. Chỗ internet ấy, các con chị cảm được. Thì những người nào mà chưa biết đặt câu lệnh ở đâu nhá, thì thứ nhất ấy đó là mình đã vào được Zoom chưa? Mình đã vào được trong cái nhóm này chưa? Được chưa? Nếu mà mình đặt câu lệnh ấy, thì mình chỉ cần đưa vào phần chat này, xong mình nhấn sược này, nhấn email này, được chưa? Xong nhấn vào đây này, xong mình đưa vào câu lệnh vào đây này, a horse, đấy. Ví dụ thế, được chưa? Thế là ấn enter, thế là xong, là nó ra con ngựa cho anh chị em, được không ạ? Cơ bản nhất, đơn giản nhất là từng cái như vậy đã. Ok không anh chị em? Nhá. Ok không ạ? Thì tất cả những cái này Huy nói rồi. Thứ nhất đó là chúng ta xem cái video. Cái thứ hai, chúng ta không xem video không hiểu thì chúng ta hỏi. Hỏi ai ạ? Hỏi đội trợ lý, hỏi đội hỗ trợ. Mà đầu tiên là chúng ta cứ hỏi gì ạ? Cứ hỏi trên nhóm sẽ có người hỗ trợ. Được không ạ? Cho nên là hầu hết anh chị em chúng ta đã gì ạ? Đã thực hành được thành công. Có một vài người chưa thực hành thành công thì chúng ta làm sao ạ? Thì chúng ta sẽ nhanh chóng nhanh chóng để gì ạ? Để làm quen, để mà có thể thực hành được anh chị em nhé. Bởi vì sao ạ? Chỉ có thực hành thì mới giúp cho anh chị em ngộ ra, hiểu ra được thôi. Chứ còn học lý thuyết thì nó cũng rất là cần thiết, nhưng mà học lý thuyết mà không đi vô thực hành thì sẽ quên rất là nhanh, đúng không ạ? Và đặc biệt này nhỉ, khi mà anh chị em chúng ta thực hành ở trong cái phòng Zoom như này ấy, thì anh chị em chúng ta không chỉ biết một cái câu lệnh của mình. Bởi vì như này, đôi khi là chúng ta viết ra một câu lệnh xong ấy, là chúng ta không còn ý tưởng nữa để chúng ta viết câu lệnh khác. Và khi chúng ta thực hành cùng với nhau như này, thì anh chị em nhìn thấy những cái câu lệnh của người khác, anh chị em biết thêm những phong cách, biết thêm đưa cái từ khóa này vào thì hình ảnh nó ra như thế nào, đưa từ khóa kia vào thì hình ảnh nó ra như thế nào, đúng không ạ? Và chúng ta phải thống nhất một cái object, một cái chủ đề, đó là con ngựa, thì chúng ta mới hiểu được những cái tham số và những cái gì ạ, những cái biến thể nó khác nhau như thế nào. Được không anh chị em? Đấy, thầy nói lại, đặt câu lệnh vừa mới hướng dẫn xong lại hỏi nó lại thì mình xem lại video nhé, đúng không ạ? Có dạy cách vẽ lại ảnh từ bức tranh tải vào cho bức ảnh mình đưa vào cho độc đáo hơn không? Rồi, tí nữa sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mà gì ạ, đưa một bức ảnh vào, sau đó mình vẽ lại theo bức ảnh đó. Ok không ạ? Nha. Bây giờ sẽ đến cái phần gọi là các cái câu lệnh nha. Rồi. Đó, kinh khủng luôn. Rồi. Đây, ở đây nhá. Thì chúng ta cũng có những cái ví dụ nhá, những cái câu lệnh với các cái trường phái khác nhau nhá. Đấy, ví dụ với mỗi trường phái khác nhau thì nó sẽ ra cái hình thức khác nhau. Ví dụ ở đây nó là gì ạ? Graffiti chẳng hạn thì là gì ạ? Là nó sẽ vẽ con mèo, con ngựa lên trên tường. Được chưa ạ? Đấy, Fox Ad này. Canon Tape này. Đấy. Risograph này, Paint by Number này, Block Print này, đấy, rồi là Ukiyo-e này, Pencil Stick này, Watercolor này, đấy, ví dụ như là màu nước này, đấy là một cái rất là thông dụng, Pixel Art này, đấy, đây là gì ạ, Black Lighting Art này, được chưa ạ, Painting này, đấy, thì có rất nhiều cái phong cách khác nhau, được chưa ạ, Light Drawing này, đấy. Vừa rồi anh chị em đã học được những cái từ khóa để mà đưa vào trong những cái câu lệnh của mình rồi, đúng không ạ? Ở đây Huy đưa thêm cho anh chị em một số cái từ khóa nữa để anh chị em có thể là gì ạ? Thêm được như là cái này, light drawing, tức là vẽ nhưng mà vẽ sống. Đó. Còn đây là gì ạ? Continue line, tức là vẽ bằng gần như bằng vẽ bằng một nét ấy. Nó chỉ có bút có một nét thôi. Đấy. Dạ, vẽ liên tục. Đấy. Đấy. Cái vẽ này là vẽ nguệch ngoạc, loose. Đấy, loose gesture, tức là vẽ một cách gọi là lỏng lẻo, nguệch ngoạc. Đấy,
blind cô tôn, tức là vẽ nó dạng là gì ạ, cổ dạng kiểu kiểu nửa màu nửa trắng này nhỉ. Đấy, value study đấy, nó lại có những phong cách khác nhau đấy. Charcoal stretch tức là gì ạ, phác họa bằng gì ạ, than chì đấy chứ ạ. Stretch là phác họa này, charcoal tức là than chì này, đấy chứ ạ. Đấy, anh chị em tưởng tượng nếu như mà mình tiếp tục ứng dụng vào trong cái việc vẽ ngựa là chúng ta đưa ra một loạt những cái gì ạ, một loạt những phong cách khác mà lúc nãy gần như là chưa đụng hàng với cả bất kỳ ai, anh chị em thấy không ạ? Nãy giờ hầu như là chưa ai vẽ được những cái style như thế này, đúng không ạ? Đấy, hoặc du hành thời gian vẽ ngựa ở thế kỷ 17, thế kỷ 18, thế kỷ 19, đấy, thế kỷ là những năm 1910, 1920, đúng không ạ? Với mỗi một một cái giai đoạn lịch sử thì nó lại sẽ có những cái biến thể khác nhau, đúng không ạ? Rồi vẽ ngựa nhưng mà lại theo những cái gì ạ, cảm xúc khác nhau được không anh chị em? Buồn ngủ này, hạnh phúc này, đấy, đang rất là tự tin này, hoặc là giận dữ này, hoặc là xấu hổ này, hoặc là gì ạ, ngạc nhiên này, đúng không ạ? Đấy. Rồi vẽ ngựa theo màu sắc thì anh chị em nãy đã thử rồi đúng không ạ? Tuy nhiên nó có rất nhiều màu sắc này, nó gọi là từ Millennial Pink này, tức là màu hồng nhưng mà màu hồng nó rất là độc đáo này, đấy, hoặc Acid Green. Đấy, màu 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 xanh nhưng mà xanh kiểu axit, nó rất là nhìn trông nó vẻ rất là độc hại, nó rất là nguy hiểm đấy nhá. Đấy, rồi cái màu này gì ạ, khử bão hòa, tức là cái màu này nó là gì ạ, màu này nó kiểu như đen trắng nhưng mà lại không phải đen trắng, kiểu phác họa nhưng không phải khác phác họa đấy, được không, nó là desaturated. Đấy, màu này là màu gì ạ, canary yellow, tức là màu gì ạ, vàng gì ạ, à, vàng vàng anh ấy, vàng cái kiểu màu vàng anh ấy. Canary là vàng anh. Đấy. Peach là màu đào. Đấy. Two tone là màu gì ạ? Hai màu. Đấy, con ngựa hai màu, con mèo hai màu thì sao? Đấy. Đấy, cái màu này là màu pastel, pastel. Đấy, màu màu vẽ mauve, đấy, ebony, không phải màu đen nhé, mà lại màu ebony. Đấy. Màu neutral, đấy. Rồi là gì ạ? Màu day glow, nó không phải là colorful mà nó lại day glow. Day glow đấy, đồ đồ green tiny, green tin tin tinto, green tinto đấy, anh em thấy không ạ? Nó lại ra những cái hình dáng màu sắc khác nhau đấy, đúng chưa? Rồi môi trường, môi trường là chúng ta có gì ạ, đồng muối này đấy, tundra là ở gì ạ, ở gọi là ở cao nguyên đấy, trung cổ là ở trong rừng, nãy giờ chưa ai thấy vẽ ngựa ở trong rừng đúng không ạ? Ở desert, ở sa mạc đấy, cũng có người nói vẽ sa mạc. Ở mountain, ngựa trên núi thì sao? Đấy, cloud forest tức là gì ạ? Núi mây, núi cao trên mây, cloud forest thì sao? Anh chị em thấy không ạ? Như vậy là có rất nhiều cái phong cách khác nhau và chúng ta có thể là gì ạ? Học thêm được một số cái phong cách như vậy anh chị em nhé. Rồi, cái này thì thôi mình không thực hành nữa bởi vì chúng ta cũng đã thực hành quá nhiều rồi, được chưa ạ? Đấy. À, rồi có một số cái chúng ta cần phải học thêm này, tiếp tục nhé. Những cái tham số, những cái tham số của Midjourney thì sao? Những cái tham số này nhá, thì chúng ta thấy rằng là dạ, có rất nhiều tham số. Thứ nhất là tham số về tỷ lệ khung hình này, được chưa? Tham số về tỷ lệ khung hình thì nó có rất nhiều các tỷ lệ khung hình khác nhau. Chúng ta có thể tùy biến vào tỷ lệ khung hình, đặc biệt nhé, đặc biệt là với ở phiên bản 5. Ở phiên bản 5 là chúng ta có thể có rất nhiều khung hình khác nhau, được chưa ạ? Đây là những khung hình cơ bản 45, 54, 23, 32, 47, 74, 11. Bình thường là chúng ta ở chế độ là 11, tức là hình vuông, được chưa ạ? Nhưng chúng ta có thể đưa thêm các cái khung hình, ví dụ như là 47 là khung hình điện thoại di động, đấy, thẳng như này, hoặc ngang là khung hình TV, được chưa ạ? Hoặc là khung hình máy tính nó là 19:6 hoặc 16:9, được chưa ạ? Đấy, thì chúng ta có thể đưa vào cái khung hình này để nó tạo ra những cái gì ạ, những cái hình ảnh nó mang tính chất độc đáo hơn. Và riêng nhá, riêng cái version 5 thì nó lại có thêm những cái khung hình vô cùng đặc biệt. Ở đây Huy lấy ví dụ như là một số khung hình cực kỳ đặc biệt ở đây chúng ta có thể tham khảo. Đấy. Đâu à? Ở đây
Đây là cái khung hình bao nhiêu anh chị em? Đấy, đây là khung hình bao nhiêu ạ? Dài lăng ngoằng này. Anh chị em có nhìn thấy khung hình không ạ? Khung hình dài lăng ngoằng này. Đấy, là khung hình bao nhiêu ạ? Đây là khung hình 113. Tức là gì ạ? Chiều ngang là 1, chiều cao là 3. Được chưa ạ? Đấy. Đây là khung hình là 31. Đấy, tức là chiều ngang là... Chưa nhìn thấy khung hình ạ. Ok. Sorry anh chị em. Rồi. Đấy, đây là khung hình là dạng là gì ạ? 13 này. Đây dạng khung hình là gì ạ? 31 này. Là chiều ngang là 3, chiều gì ạ? Chiều cao là 1. Được ạ? Nó dài ngoằng như này này. Được chưa ạ? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Thì cái khung hình này là khung hình chỉ có V5 mới có thôi. Chỉ có phiên bản số 5 thì mới có những khung hình vô cùng đặc biệt như này thôi anh chị em nhé. Đó, đúng không ạ? Nó khung hình này nó cũng sẽ có những cái rất là hay, được chưa ạ? Đấy nhá. Rồi, đấy, đây những cái khung hình mà có thể làm tạo ra một cái hình, một cái ngôi nhà mà nó cao như thế này, anh chị em thấy không ạ? Cao như này. Đấy. Đấy. Thấy không ạ? Đấy. Cái ngôi nhà mà nó gì ạ? Nó cao như này. Đấy, và cái khung hình nó gì ạ? Nó đi suốt cả cái gì ạ? Của cả cái nhà ấy luôn. Đó, anh chị em thấy không ạ? Đó. Hoặc là như này. Hoặc là mình muốn vẽ truyện tranh, mình muốn gì ạ? Mình muốn có cái hình ảnh nó nhất quán về cái không gian. Thì cái đoạn này mình có thể tạo thành một cái gì ạ? Một cái khung cảnh hai người nói chuyện với nhau. Xong sang bên này lại có khung ảnh hai người khác nói chuyện với nhau. Được chưa ạ? Xong này là gì ạ? Sang bên này lại cái khung cảnh hai người khác nói chuyện với nhau. Như vậy là gì ạ? Với một cái khung hình này thôi là chúng ta đã có thể là gì ạ? Có ba cái cảnh, bốn cái cảnh khác nhau để làm gì ạ? Để nó tạo ra sự khác biệt nhưng mà nó vẫn là gì ạ? Nó vẫn là đồng nhất. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Ở cái khung này là một đoạn này, khung này là một đoạn này, khung này là một đoạn này. Đấy. Nếu mà mình vẽ truyện tranh ấy, thì mình hãy tưởng tượng như vậy. Đây là một đoạn nhé, đây là một người nói chuyện nhé, đây là hai người nói chuyện nhé, đây là hai người nói chuyện nhé. Đấy. Hoặc là chỗ này nhé, là cái người mà đang nhìn thế sang bên này. Đấy, thì lại thấy có người đang đi. Đấy. Bên này lại có thằng đang rình mò chuẩn bị gì ạ? Bắn cung kiểu kiểu vậy. Thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ rất là hay. Đúng không ạ? Đấy, thì có những khung hình dài như này thì nó cho phép mình gì ạ? Thể hiện được nhiều cái ý tưởng của mình trên trên một cái luôn. Đó. Ok nhá. Thì cái khung hình là cái vô cùng thú vị và chúng ta có thể đưa vào những cái khung hình khác nhau để tạo ra những cái hiệu ứng khác nhau. Đấy, ví dụ như là Huy hay đưa cái khung hình mà nó dạng phim là dạng là ví dụ như là dạng 74 này hoặc dạng 32 này, được chưa ạ? Đấy thì nó sẽ gì ạ? Cái phía trước nha, nó là chiều ngang, phía sau là chiều dọc. Được chưa ạ? Ví dụ như 74 thì anh chị em là chiều ngang nó to hơn chiều dọc. Đúng không ạ? 32 là chiều ngang to hơn chiều dọc. Được chưa ạ? Cái chữ phía trước là chiều ngang, cái chữ phía sau là chiều dọc. Anh chị em muốn nó cao thì cái chữ phía sau nó phải cao lên. Còn muốn nó thấp thì để cái chữ phía sau nó phải thấp, nó phải nhỏ hơn. Được chưa ạ? Đó. Rồi. Các cái thông số tiếp theo, đấy là thông số của sự hỗn loạn. Cái chaos này, cái sự hỗn loạn, cái chaos này thì nó mang cái tính chất là như này. Nó là cái thể hiện cái sự độc đáo, cái sự duy nhất, cái sự gọi là sáng tạo, cái sự nó gọi là biến đổi của cái gì ạ? Của cái câu lệnh. Ở đây Huy lấy ví dụ anh chị em nhé. Đấy, với cái giá trị mà chaos càng cao thì cái hình nó càng gì ạ? Nó càng trở nên độc đáo. Đó ạ, được chưa ạ? Đây là chaos từ 0 nhé. Kéo từ 0 nhé, anh chị em nhìn một góc của một bức ảnh thôi. Chỉ cần nhìn một góc của bức ảnh thôi thì anh chị em sẽ nhìn thấy là gì ạ? Là cái chaos nó càng lên cao thì cái hình nó càng gì ạ? Nó càng kỳ lạ. Nó càng không giống với cả cái hình mà gì ạ? Mà mình tưởng tượng ban đầu. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ Huy lấy ví dụ nhé. Bây giờ Huy lấy ví dụ rằng một cái hình ảnh nào đó. Được không ạ? Ví dụ như là hình ảnh của cái này đi. Được chưa ạ? Bình thường là cái chaos nó bằng 0.
bình thường chaos mặc định của nó bằng không nhá, được chưa? Bây giờ mình thêm cái gì ạ, cái chao vào đây. Rất nhiều người bảo chao hay cháo gì đấy cũng được nhá, gọi là cháo cũng được, gọi là chao cũng được, nhưng mà tiếng Anh nó gọi là chaos, đúng không ạ? Nhá, mình cho lên là 100, được chưa? Bình thường là nó là không, được chưa? Bây giờ mình thử lấy nguyên si cái hình ảnh này, xong đưa chaos lên 100, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ vẽ ra những cái biến thể, nó thêm thắt cái này cái kia vào, rồi nó thành một cái thứ mà mình không thể tưởng tượng ra được, đúng không ạ? Đôi khi là có những cái thứ mà nó sáng tạo thêm ấy, tức là mình cho nó một cái quyền, nó lại để nó quyền sáng tạo, thì để xem nó sáng tạo ra cái gì, đúng không ạ? Ở đây nó là một cái gì ạ? Một cái office rất là chuyên nghiệp, có 6 tầng, đúng không ạ? Với logo CTC đấy, ở trên là CTC Technology đấy, tọa lạc tại số 11B đấy, ngõ 11B gì đấy. 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 Số 108 Nguyễn Trãi, Hà Nội, kinh không? Không biết là trụ sở của bác nào CTC. Đấy. Rất nhiều cây đấy, có cả gì ạ? Bãi đỗ xe. Đó. Thì khi mà chúng ta đưa chaos vào ấy, thì chúng ta cho phép nó cái quyền là cái quyền sáng tạo, đúng không ạ? Nó sẽ sáng tạo, nó sẽ không, nó chỉ bám theo một chút và cái hướng dẫn cái từ khóa của mình thôi, còn lại thì nó sẽ sáng tạo thêm, nó sẽ đưa thêm những cái từ khóa khác mà nó ẩn ở phía sau mà chúng ta cũng không biết. Đấy, đây nha. Đấy, được không ạ? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Thì cái này ấy, nó khác hoàn toàn so với kia. Ở đây nó có cái tòa nhà này này, nhìn trông như thật thế này, anh chị em thấy không ạ? Nhìn trông như thật này. Đó, cái này thì nó kiểu như là hình vẽ này. Đấy, cái này hình vẽ này, rất nhiều cây, rất nhiều kính này, được chưa? Đấy, cái thằng này thì nó cũng rất là đặc biệt này, được chưa? Đấy, như vậy là chúng ta cho nó cái sự sáng tạo. Đấy, và nó sẽ khác so với cả cái tòa nhà ban đầu này. Đấy, tòa nhà ban đầu này thì chúng ta thấy là gì ạ? Nó khá là sát với cả cái câu lệnh mà mình đưa vào, nhưng mà đưa cái chaos lên càng cao ấy, thì chúng ta cho nó cái quyền để nó sáng tạo, và mỗi lần nó lại sáng tạo ra một cái khác nhau, được không ạ? Đấy, đấy là cái sự sáng tạo. Tuy nhiên thì cái sáng tạo này thì có thể là bây giờ chúng ta sẽ chưa tưởng tượng, chưa cảm nhận được đâu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là bây giờ chúng ta với chúng ta thì cái nào cũng là sáng tạo rồi, cho nên là bây giờ đưa cái này vào nó không có ý nghĩa gì nhiều, nó không suy nghĩ gì nhiều, anh chị em nhé. Rồi, tạm thời này, tạm thời anh chị em dừng thực hành nhé. Tạm thời dừng thực hành nhé. Rồi, tất nhiên một số anh chị em nào mà đã nắm được rồi thì có thể là thấy cái chỗ này nó rất là bình thường, nhưng anh chị em mà chưa nắm được ấy thì sẽ thấy nó rất là kinh khủng, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nó là cái phần là gì ạ? Quality, chất lượng này. Quality, chất lượng thì chúng ta có thể là gì ạ? Trừ quality hoặc là chỉ một chữ quy thôi. Thì chất lượng này ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái gì ạ? Cái độ chi tiết nó cao hơn. Đấy, cái chất lượng mặc định của nó là 1, tuy nhiên thì chúng ta đẩy chất lượng lên 2, 3. Và chất lượng càng cao thì cái chi tiết hình ảnh nó càng tốt. Ở đây Huy lấy ví dụ nhé. Chúng ta nhấn vào chữ setting này, được chưa ạ? Nhấn vào chữ setting này, ok không ạ? Thì ở trong này chúng ta đã nắm được những cái nút ở đây rồi, đúng không ạ? Huy đã có video hướng dẫn anh chị em những cái nút ở đây rồi, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em đã nắm được những cái nút ở đây có tác dụng gì rồi thì comment số 1, còn chưa nắm được thì comment số 2 thật nhanh. Panorama thì quá đơn giản rồi, tí nữa anh chị em tự xử thôi nhé. Huy một mình Huy ví dụ thì không bằng anh chị em ví dụ. Rồi, như vậy phần lớn anh chị em cũng chưa nắm được, đúng không ạ? Ok nhá, thì Huy sẽ đi lại thật nhanh cái phần này nhá. Tạm thời anh chị em dừng vẽ nhá, để Huy tập trung cái phần này nhá. Thứ nhất ở đây ấy, nó cho chúng ta các cái version khác nhau của Midjourney, từ version 1, version 2, version 3, version 4 và version 5. Anh chị em chúng ta hãy thử các cái version khác nhau nhá. Hãy thử các version khác nhau, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là chúng ta có ba cái version ở bên dưới là version Easy Mode. Version Easy Mode nó đã gì ạ? Nó thể hiện cái hình ảnh với cái dạng nó dạng là anime, đúng không ạ? MG Test là cái version mà nó đang thử nghiệm,
Còn MZ Photo là cái version mà nó sẽ thể hiện hình ảnh dưới cái dạng là ảnh chụp, đúng chưa ạ? Còn các cái version trước này thì nó là version mà nó đã ở các cái phiên bản cũ rồi, thì anh chị em cũng có thể thử nghiệm để mà kiểm tra. Tuy nhiên thì cái version 5 này là cái version đẹp nhất, tốt nhất, hay nhất, long lanh, nghệ thuật nhất. Cho nên là gì ạ? Đây vẫn là cái version mà Huy thích, được chưa ạ? Tất nhiên khi mà làm version 5 ấy thì thời gian, tốc độ nó sẽ chậm hơn so với các version trước. Anh chị em thử version 1, version 2 ấy, tốc độ cực nhanh, được chưa ạ? Rồi, như vậy là chúng ta có 8 cái version khác nhau, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta có chất lượng. Chất lượng thì chúng ta có một nửa chất lượng này. Đấy, anh chị em nhìn thế này, nó thay đổi này. Đấy, Q này, gạch gạch Q 0.5 này. Anh chị em thấy không ạ? Gạch gạch Q 0.5 này. Thì tức là gì ạ? Là chất lượng còn nửa thôi. Chất lượng một nửa thì sao ạ? Hình ảnh, độ sắc nét, độ độ nhạy sáng, độ độ tinh tế nó sẽ giảm đi. Được chưa ạ? Base quantity tức là chất lượng Q bằng 1 thì nó không cần ghi ở đây. High quantity thì ví dụ anh chị em phiên bản miễn phí là mình được 25 cái lệnh, mà mình chọn high quality thì mỗi lần vẽ mất 2 lệnh. Mỗi một lệnh vẽ thì mất 2 cái gì ạ? 2 cái quyền để vẽ. Cho nên là gì ạ? High quality thì chất lượng cao đồng nghĩa là tốn hơn. Tuy nhiên những anh chị em nào mà đã mua cái bản mà unlimited tức là chạy không giới hạn ấy thì cứ chạy high quality cho nó đẹp. Được chưa ạ? Nhá. Đấy, cái bản đấy thì nó khoảng 720.000 gì đó một tháng. Còn một số anh chị em mà muốn tạo nhóm dùng chung ấy thì đội hỗ trợ cũng có cái hỗ trợ anh chị em, đó là gì ạ? 200.000 một tháng thôi, dùng tẹt ga. Và Huy khuyên với anh chị em là nên sử dụng cái loại mà dùng tẹt ga cho nó đỡ đau đầu. Chứ còn Huy nói anh chị em biết là chúng ta sẽ phải thực hành rất nhiều. Tất cả anh chị em trong cái nhóm mà vẽ tranh này ấy, thì Huy đề nghị anh chị em chúng ta phải thực hành rất nhiều, phải làm rất nhiều những cái câu lệnh. Huy cho anh chị em đến 516 cái câu lệnh rồi, anh chị em phải thực hành nhiều vào, phải thực hành thì nó mới ra được kết quả. Chứ còn gì ạ? Cứ ngồi đọc, ngồi nghe, ngồi nhìn thôi thì nó không ăn thua đâu. Và để thực hành nhiều bắt buộc anh chị em phải có tài khoản không giới hạn. Đấy, mua riêng tư thì là tốt nhất, để không chung với ai. Nhưng mà Huy thấy là anh chị em cũng không phải là cái người mà dùng 24/24 được. Vẫn có lúc anh chị em nghỉ thì chia nhau ra, chia giờ, chia lúc ra, lúc mà đang thấy hai ông là đang chạy rồi thì thôi mình nhường hai ông ấy, đúng không ạ? Còn nếu mà không thấy ai dùng thì mình vào mình dùng, được chưa? Cùng một lúc là gì ạ? Là ba người vẽ cùng một lúc được, được chưa? Đấy, cho nên là ông nào mà vẽ nhiều quá thì thôi thì mình né chỗ đấy đi, thì mình chia nhau, đấy, dùng chung, 200.000 một tháng, dùng tẹt ga, quá rẻ anh chị em ạ. Huy dùng cái bản là 200.000 một tháng đấy nhá, mà Huy chỉ dùng có trong vòng có 2 tuần thôi, Huy đã vẽ được khoảng độ hơn 1.000 bức ảnh rồi. 1.000 bức ảnh ấy. Anh chị em nếu như mà dùng cái bản miễn phí thì không biết lập bao nhiêu tài khoản nó đủ, đúng không ạ? 10 tài khoản được 250, phải dùng 440 cái tài khoản thì mới được 1.000 bức ảnh. Quá tốn kém, quá là vất vả. Thôi được rồi, tạo ra 40 cái email đâu. Rồi, ở đây nó có mấy cái style này, style low này, style mid này, style high này, style very high này. Thì cái style này nó cái là gì ạ? Cái style này nó là gì ạ? Là style line, nó là cái sự sáng tạo, nó giống như keo đấy. Nó giống như keo nhưng mà nó gì ạ? Nó nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Đấy, nó cũng thêm thắt những cái ý tưởng của nó, thêm thắt những cái sự sáng tạo của nó, đúng không ạ? Cái style này nó sẽ bay bướm hơn khi mà chúng ta để style cao. Style càng thấp thì con bot nó hiểu rằng mình muốn nó bám sát vào cái câu lệnh. Còn nếu như mà chúng ta để style cao thì tức là nó sẽ gì ạ? Nó sẽ được quyền sáng tạo. Được chưa ạ? Đấy. Cho nên chúng ta để style càng cao thì nó càng ra nhiều cái biến thể mà độc đáo, mà càng bất ngờ, càng sáng tạo. Còn style thấp thì nó sẽ an toàn hơn. Được chưa ạ? Và trung bình thì chúng ta cứ để style như này thôi, để nó bám sát cái câu lệnh của mình, đúng chưa ạ? Anh chị em nào có thử thì thử thêm cái style này, thì thực tế là Huy thấy là nó cũng không thay đổi nhiều, giống như thằng Chaos Huy nói ấy, là anh chị em bây giờ nhìn vào cái gì nó cũng là cái mới, cái gì nó cũng lạ rồi. Giống như là bây giờ anh chị em đi thi hoa hậu bên châu Phi ấy, nhìn thấy cô nào da đen thì nó cũng giống nhau hết, đúng không ạ? Nhưng mà nhìn gái Việt Nam thì
nhìn nhìn phát là nhận biết ra được ngay, nhưng mà nhìn hoa hậu châu Phi thì cô nào thì cũng đen đen giống nhau đấy, cho nên là cô mà style high very high thì mình đối với mình là như nhau hết, bởi vì nó lạ đúng không? Nhưng khi mà anh chị em quen rồi ấy, thì những cái này anh chị em sẽ hiểu được. Còn lúc mà anh chị em mà mới tạo mà dưới khoảng độ 2.000 bức ảnh thì anh chị em thấy cái style này nó cũng không không ảnh hưởng nhiều đâu, ok không ạ? Thì cứ chọn một cái để mà xài nhá. Sau này anh chị em sẽ thấy nó có những cái biến thể nó rất là hay, nhưng mà bây giờ thì cứ cố định hai cái quality và cái style này cứ cố định thôi, được chưa ạ? Cái public mode nó là gì ạ? Public mode nó là cái chế độ là gì ạ? Là cộng đồng, cho nên là tất cả bức ảnh mình tạo ra ấy, là thứ nhất là công ty Midjourney với cả những cái cộng đồng nó sẽ tự động chia sẻ, được chưa ạ? Cho nên là chúng ta tránh những cái hình ảnh mà mang tính chất cá nhân và nhạy cảm, đưa cái hình ảnh ví dụ như là khỏa thân của bản thân mình lên ấy, kiểu kiểu như vậy. Chưa kể cái việc mà vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, hoặc là không phải khỏa thân nhưng mà những cái hình ảnh mà mình rất là xấu xí chẳng hạn ấy, mình không muốn chia sẻ cho ai nhưng mà mình đưa lên đây, kể cả là server riêng nhé, kể cả là server riêng nhé, thì làm sao ạ? Nó vẫn là chế độ public mode. Còn nếu mà muốn chế độ là still mode này, thì anh chị em biết làm thế nào không ạ? Anh chị em phải lên được cái gói là 60 đô một tháng. 60 đô một tháng là loanh quanh nó khoảng độ 1 triệu rưỡi gì đấy. Khoảng 1 triệu rưỡi một tháng, được chưa ạ? Thì anh chị em mới bật cái chế độ là riêng tư này được. Còn nếu không ấy, thì anh chị em sẽ không bật được chế độ riêng tư đâu, được chưa ạ? Rồi, tiếp theo là chế độ fast mode và chế độ relax mode. Chế độ fast mode là sao ạ? Khi mà chúng ta mới lập tài khoản ấy thì nó sẽ cho chúng ta khoảng 15 phút fast mode, và mỗi một lần câu lệnh ấy thì nó sẽ loanh quanh nó mất khoảng độ 1 phút gì đó để tạo ra được 4 bức ảnh. Đúng không ạ? Thì chế độ đấy là chế độ nhanh, còn chế độ thứ hai là chế độ relax, là chế độ chậm. Thì hết chế độ nhanh thì sẽ đến là gì ạ? Chế độ chậm. Đúng không ạ? Nhưng mà Huy thấy chế độ chậm nó cũng không chậm hơn bao nhiêu đâu, nó chậm độ hơn khoảng độ 10% gì đó. Nói chung là cũng không sao cả, không đáng kể. Được chưa ạ? Mình muốn biết là cái của mình đang là bao nhiêu ấy thì mình nhấn vào đây, nhấn vào info này. Được chưa ạ? Mình muốn kiểm tra cái thông tin tài khoản của mình, được chưa ạ? Mình nhấn info thì nó sẽ ra. Ví dụ đây. Cái tài khoản của Huy ấy là được kích hoạt ngày 21 tháng 3 và sẽ renew, tức là cập nhật tiếp theo vào ngày 21 tháng 4, hết hạn vào ngày 21 tháng 4, được chưa ạ? Chế độ hiện tại là chế độ phát nhanh. Đấy, chế độ hiển thị là chế độ public. Đấy. Rồi, thời gian mà chạy chế độ nhanh còn lại là khoảng 13 giờ. Đấy. Với cái tài khoản mà đã mua bản không giới hạn ấy thì được 15 giờ chạy không giới hạn. Đấy. Và ở đây là mình mới chạy khoảng độ tầm 2 tiếng. Chạy 2 tiếng cái thời gian chạy nhanh và đã tạo ra được khoảng 178 cái bức ảnh. Đấy, trung bình nó rơi khoảng 2,43 tiếng. Được chưa ạ? Đấy, và còn lại khoảng 87% thời gian là chạy tốc độ nhanh nữa. Sau đó thì mình chuyển sang chế độ là gì ạ? Là relax, là chế độ chậm. Được chưa ạ? Con rùa đấy. Được chưa ạ? Và đây là những cái gì ạ? Những cái lệnh đang trong cái chế độ chờ. Chế độ là fast này, chế độ là relax này, và chế độ là gì ạ? Đang running job. Đấy. Thì cùng lúc ấy, là chúng ta chạy được 3 cái running job. Đúng không ạ? Ngoài ra, nếu như mà có chúng ta đang chạy 3 cái rồi mà chúng ta tiếp tục tạo thêm câu lệnh nữa thì nó sẽ đưa vào gì ạ? Đưa vào hàng chờ. Nó đưa vào hàng chờ anh chị em nhé. Đấy. Và hàng chờ nhanh và hàng chờ relax. Đó. Thì chúng ta sẽ xem được cái info của mình ở đây nhá. Rồi. Ok không? Đấy. Còn cái remix mode. Cái remix mode nó là cái gì ạ? Cái remix mode nó là một cái chế độ mà nó giúp mình có thể tạo ra những cái biến thể khác nhau, đúng không ạ? Tuy nhiên thì Huy thấy là cái việc mà sử dụng remix mode thì trong cái giai đoạn đầu này nó cũng không có ý nghĩa nhiều, đúng không ạ? Nó không có ý nghĩa nhiều. Thì chúng ta có thể sử dụng cái nút reroll này thì nó cũng tương tự như vậy, cho nên là chúng ta cũng không cần quan tâm lắm đến cái nút remix mode này, đúng không ạ? Tạm thời trong giai đoạn đầu chúng ta chưa cần quan tâm lắm, giai đoạn nâng cao thì Huy sẽ chia sẻ kỹ hơn nhá. Ok. Đấy, như vậy là anh chị em đã biết thêm những cái gọi là sử dụng các cái nút bấm rồi nhá. Được chưa ạ? Rồi, mấy cái nút ở đây anh chị em đã biết chưa? Ở đây là
upscale, tức là gì ạ, là tăng cái chất lượng hình ảnh lên. Ví dụ như là chúng ta thấy cái hình ảnh ở đây, cái hình ảnh này rất là đẹp chẳng hạn, thì mình muốn muốn cái hình ảnh số số 2 này, đây là 1 2 3 4 này, được chưa ạ? Muốn hình ảnh số 2 này to hơn thì nhấn là số U2, thì ngay lập tức cái ảnh số 2 này nó sẽ được gì ạ? Nó sẽ được tạo ra và nó sẽ tạo ra to hơn. Đấy. Được chưa ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể là gì ạ? Tạo ra các biến thể khác nhau bằng cái chữ V này. Chữ V là variation. Được chưa ạ? Variation tức là tạo cho những cái biến thể khác nhau của cái bức tranh đấy. Ví dụ như là bức tranh này là bức tranh số 3, anh chị em nhớ là đếm này, 1 2 3 4, được chưa ạ? Bây giờ mình muốn tạo ra bốn cái bức tranh số 3. Đấy, với cái gì ạ? Với cái chữ khác nhau. Đấy, được chưa ạ? Next thì cấp TT, mình bỏ cái này đi. Thì làm sao ạ? Thì nó sẽ tạo ra một cái bức ảnh của con chó Shiba này mà không có cái cốc nữa. Đấy, nhưng mà cái hình dáng, cái khuôn mặt nó lại vẫn giống cái con chó này. Được chưa ạ? Đấy. Đây. Đâu à? Ôi. Bác này đang dùng V4 hay sao ấy mà nó upscale nó chậm như này. Đây. Cái này là gì ạ? Cái này là variant từ cái con chó Shiba kia, được chưa ạ? Mình tạo ra các cái variant khác, tức là những cái gì ạ? Những cái biến thể khác. Đây là biến thể của gì ạ? Của cái số 1 anh chị em nhé. Biến thể của cái số 1, đây V1 này. Biến thể của cái số 1, được chưa ạ? Đấy. Biến thể của cái số 1. Nhưng mà mình dạ, mình bỏ bớt đi cái cốc rồi, cho nên có hai cái còn cái cốc và hai cái thì nó không còn cái cốc nữa. Đó. Thì tạo ra bốn biến thể khác nhau và mình có thể chọn. Tuy nhiên thì Huy thấy rằng khi mà tạo ra càng nhiều biến thể ấy, thì cái hình ảnh càng về sau ấy nó càng méo mó, nó càng xiên sọ đi. Đấy, được chưa? Đây anh chị em nhìn này, Remix by này, được chưa? Cái chế độ Remix nó có tác dụng đây này. Khi mà chúng ta sẽ tạo ra các biến thể, đấy là lúc mà chúng ta tạo ra những cái Remix mới. Ok không ạ? Rồi, đấy anh chị em thực hành rất nhanh. Variation by này. Đó, ok nhá. Rồi. Ngoài ra thì chúng ta còn những cái câu lệnh khác nữa này. Anh chị em lưu ý tập trung vào chỗ này này. Có thể một số anh chị em biết, một số anh chị em chưa biết nha. Cái từ image prompt này là cái mà chúng ta dùng nhiều nhất này. Cái thứ hai là setting này, là chúng ta vừa lúc nãy chúng ta dùng để gì ạ? Dùng để setting các cái gì ạ? Các cái phiên bản ở đây, được chưa? Đấy. Rồi, cái thứ ba nữa là info, lúc nãy Huy vừa hướng dẫn anh chị em rồi. Info để là gì ạ? Để mà xem được cái thông tin của mình. Rồi. Cái lệnh thứ tư nữa đấy là blend. Blend tức là sẽ trộn hai hình ảnh vào với nhau. Đấy, blend sẽ trộn hai hình ảnh với nhau. Mình sẽ chọn hình ảnh số 1 này. Được chưa? Chọn hình ảnh số 1 là cậu bé này. Được chưa ạ? Đấy. Trộn hình ảnh số 2. Đấy là gì ạ? Đấy là một cái món ăn đi. Đấy. Được chưa ạ? Xong mình nhấn Enter. Thì làm sao ạ? Thì nó sẽ ra được một cái hình mới. Và với cái lệnh blend này thì chúng ta không cần phải đưa vào cái câu lệnh text, câu lệnh gọi là câu lệnh chữ ấy. Không cần phải đưa vào câu lệnh chữ. Đúng không ạ? Rồi, anh chị em khác vẽ rất tài nhưng mà tạm thời dừng lại một chút để Huy chạy cho nó xong nhá. Để Huy chạy cho nó xong. Thì cái lệnh blend này nó sẽ có tác dụng như nào ạ? Cái lệnh blend nó sẽ tác dụng là ghép hai cái bức ảnh với nhau. Được không ạ? Ghép hai bức ảnh với nhau. Ví dụ như là một cái bức ảnh là cậu bé đang cầm quả táo với mà một cái bức ảnh là gì ạ? Là cái món là khoai tây phô mai bỏ lò. Thì bây giờ nó ghép hai bức ảnh với nhau thì nó sẽ ghép ảnh là cậu bé đang gì ạ? Cầm cái món ăn là gì ạ? Cái củ khoai tây phô mai bỏ lò. Đấy. Được không ạ? Đấy là lệnh blend, nó là như vậy. Lệnh blend này chúng ta hoàn toàn có thể đưa thêm text vào. Chúng ta muốn nó ra cái hình ảnh như nào, chúng ta có thể đưa thêm text vào. Tuy nhiên như Huy nói ấy, đó là gì ạ? Nó sẽ không giữ nguyên si cái hình ảnh của mình. Anh chị em thấy cái cậu bé này không ạ? Cái cậu bé này không ạ? Đây là cái cậu bé mà chúng ta đưa vào. Được chưa ạ? Nhưng mà khi mà ra
khi mà ra cái bức tranh thì cái cậu bé nó đã gì ạ, nó đã biến thể ra bốn cậu bé khác nhau và nó không giống hoàn toàn so với cậu bé ban đầu, mặc dù nó cũng tóc đen ngắn và mặt trông rất là kháu khỉnh, mắt thì cũng hơi nhắm và tai cũng khá là to, đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ, nhưng mà nó ra bốn cái cậu bé khác nhau anh chị em nhé. Rồi thêm vào nữa ở đây nó gì ạ, nó là không phải củ khoai tây nướng phô mai nữa mà nó quả táo, xong rồi là gì ạ, thêm cái phô mai lên trên, xong thêm cái cọng hành rau lên trên. Củ táo hay củ khoai đây không biết nữa. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây là blend, tức là ghép hai ảnh với nhau. Đó, thì nó sẽ ra cái thể loại như này. Đó, và chúng ta tha hồ để mà tưởng tượng, suy nghĩ, suy luận, đúng không ạ? Ghép hình của mình vào với một hình một cái cô chân dài nào đó, ví dụ thế. Đấy, ok nhá. Đấy là lệnh blend, được chưa ạ? Rồi, tiếp tục này, tiếp tục là lệnh show này. Lệnh show là gì ạ? Là show job ID. Đấy, với mỗi cái hình như này ấy, nó sẽ có một cái ID khác nhau, được chưa ạ? Và chúng ta có thể là gì ạ, chúng ta có thể biết được cái ID job của nó bằng cách là gì ạ, chúng ta nhấn vào cái thêm biểu cảm này nhá. Bây giờ chúng ta làm sao để lấy được một cái ID job của một cái bức ảnh để chúng ta gọi lại bức ảnh đó, được chưa ạ? Thì chúng ta nhấn vào cái thêm biểu cảm này, được chưa ạ? Chúng ta nhấn vào cái nút là gì ạ, hình cái phong bì này, nó gọi là envelope này, được chưa ạ? Nhìn cái phong bì này, tức là mình bảo nó là gì ạ, gửi cho tao cái thông tin của cái bức ảnh này, được chưa ạ? Huy làm lại nhá. Thêm biểu cảm này, được chưa ạ? Rồi nhấn vào cái phong bì này, được chưa ạ? Rồi thì nó sẽ là một việc là gì ạ, nó nhắn tin cho Huy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Nó con bot này nhắn tin cho Huy, nhảy lên trên này này đấy, và nó gửi cho Huy cái bức ảnh này, được chưa ạ? Nó gửi cho Huy cái bức ảnh này. Và ở đây chúng ta thấy có hai cái thông tin, một đấy là gì ạ, đấy là cái thông tin là gì ạ, là cái job ID. Mỗi một cái bức ảnh có một cái ID riêng, được chưa ạ? Cái ID này nó sẽ không cái nào trùng nhau hết nhá. Cái tiếp theo chúng ta có thể xem được đấy là cái seed. Seed nó là gì ạ? Seed nó gọi là hạt giống. Mỗi một bức ảnh khi mà bắt đầu nó hình thành thì nó đều được tạo ra bởi một cái hạt giống ngẫu nhiên. Và cái hạt giống này thì nó có con số từ 0 cho đến 4,2 tỷ, 4,3 tỷ. Được chưa ạ? 4,3 tỷ hạt giống khác nhau. Cho nên mỗi lần nó sẽ tạo ra một cái biến thể hoàn toàn khác nhau, nó không có lần nào giống nhau. Đấy là cái điều rất là hay. Và nếu mà chúng ta muốn tạo ra một cái bức ảnh y xì như này thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Lấy cái hạt giống này để mà gì ạ? Để mà đưa vào phía sau thì nó sẽ tạo ra bức ảnh y xì nha. Ở đây chúng ta sẽ copy cái ID này. Được chưa ạ? Copy cái ID này. Sau đó là chúng ta ở đây, nên là show job ID, chúng ta dán cái ID vào đây, nhấn enter thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ show lại cho chúng ta cái hình ảnh và cái câu lệnh mà tạo ra cái hình ảnh đó. Được không ạ? Đấy là show job nhá. Ok không ạ? Rồi. Tiếp theo nữa, ask question, chúng ta có thể hỏi nó một cái câu hỏi nào đó, được chưa ạ? Hỏi nó câu hỏi gì đó. Đấy. Đấy, help me. Help me. Some random prompt. Ví dụ thế, mình hỏi nó thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ trả lời. Thì nó bảo là gì ạ? Ở đây có một cái hướng dẫn ngắn. Đấy, về những cái gì ạ? Những cái prompt này. Đấy, thì mình nhấn vào đây. Đấy, mình nhấn vào đây thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tạo ra cái gì ạ? Cái hướng dẫn cho mình, được chưa ạ? Đấy, hoặc mình nhấn vào đây. Đấy. Thì nó sẽ cho mình những cái từ khóa này. Đấy, được chưa ạ? Cái hướng dẫn của nó. Được không ạ? Nó cho mình cái hướng dẫn này. Đấy. Ví dụ như là ở đây nha. Thì nó có cái subject này, là đối tượng này. Được chưa ạ? Đấy, ở đây là cái detail này. Đấy, ánh sáng này, atmosphere này, môi trường này. Được chưa ạ? Đấy, cái này là cái nghệ sĩ này, phương tiện này. Đấy, thể loại này, rồi các cái phong cách này. Đấy, cuối cùng là các cái biến thể, những cái tham số này. Được chưa ạ? Đấy.
Thế nó hướng dẫn mình cái câu lệnh đấy, bởi mình không biết câu lệnh, mình hỏi nó thì nó sẽ chỉ cho mình. Nó giống như là chat GPT anh chị em ạ. Được chưa? Đó. Ở đây nó có đây này, subject này, detail này, style này. Được chưa? Đấy, subject là đối tượng này, detail là chi tiết này, style là phong cách này. Được chưa? Đó. Nó cho mình một số cái gì ạ? Một số cái ví dụ ở đây. Nhá. Ok nhá. Đó. Đấy, ở đây nó cũng có một số cái ví dụ này. Được không ạ? Đấy. Về thái độ này, về cảm xúc này, về size này, về tuổi này, về shape này, về hình dáng này, về màu sắc này, về cái xuất xứ này, về nguyên vật liệu này, về cái mục tiêu mục đích này. Được chưa ạ? Đó, thì mình có thể tham khảo ở đây. Đó, được chưa ạ? Đó. Thì ở đây nó cũng có những cái số cái ví dụ cho mình tham khảo thêm nhá. Ok. Rồi. Một số câu lệnh khác nữa, blend thì mình thử rồi, fast thì chuyển sang chế độ fast nhanh này, help thì là giúp đỡ này, imagine là mình biết rồi này. Info là biết rồi này, invite tức là mình mời bạn mình vào trong cái nhóm tập vẽ này. Ví dụ thế, mình mời một người nào đó vào. Đấy. Cái phần này là phần prefer option này. Tức là gì ạ? Nó giống như là cái phần mình đặt trước cái câu lệnh ấy, được chưa ạ? Mình chọn là prefer option set. Đó, xong mình chọn option thì chọn option là mình giống như là mình đưa vào một cái tên ngắn, được không ạ? Ví dụ như là Huy 1. Được chưa ạ? Rồi. Cái Huy 1 này thì nó sẽ có các cái gì ạ? Các cái giá trị. Nó sẽ có các cái giá trị. Khi mà đưa vào Huy 1 ấy thì là Huy muốn nó sẽ đưa ra những cái giá trị như sau. Ví dụ như là photoristic tức là gì ạ? Chụp bằng ảnh. Mà máy ảnh là phải là gì ạ? Là dạng Canon 5D Mark 3. Đấy. Ánh sáng là ambient light. Đấy, ánh sáng xung quanh, được chưa ạ? Đấy, mà nó phải chụp bằng ống kính 1 trên 20. Đấy, khẩu độ 1 trên 20, f1 trên 20, đúng không ạ? Lens, đấy, lens phải là lens là gì ạ? Là 50mm, đấy, kiểu kiểu vậy. Như vậy là gì ạ? Mình xét cái ống kính với cái khẩu độ với cái kiểu chụp ảnh, được không ạ? Kiểu chụp ảnh này với máy ảnh này với ánh sáng xung quanh này, đó, rồi với khẩu độ với ống kính này, được chưa ạ? Mình nhấn enter. Rồi như vậy là gì ạ? Mỗi khi mà mình muốn muốn viết một cái câu này rất là dài như này thì thay vì thế thì mình chỉ cần viết một câu ngắn thôi, được không ạ? Ví dụ ở đây mình có to fly gold ship, Huy lấy ví dụ cái câu lệnh trên này nhá, được chưa ạ? Mình nhấn image ở đây. Được chưa? Mình dán cái câu lệnh vào. Sau đó mình đưa cái tham số của mình vào, đó là gì ạ? Huy 1. Bình thường là mình đưa cái tham số thì mình phải có những tham số ví dụ như là về khung hình này, đúng không ạ? Về sheet này, đúng không ạ? Nhưng mà mình có thể tạo ra những tham số riêng cho mình. Được chưa ạ? Mình đưa tham số Huy 1 thì nó hiểu là gì ạ? Là gọi toàn bộ cái câu lệnh bên trên ra. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Huy đưa vào Huy 1 thì nó bắt đầu đưa toàn bộ cái câu lệnh này vào này. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Photoristic Canon 5D Mark 3 Ambient Light F1 trên 20 Lens 50. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Như vậy là toàn bộ cái đoạn sau ấy thì Huy chỉ cần đưa cái Huy 1 vào thì nó lập tức là gì ạ? Nó tự động nó gì ạ? Nó tạo ra cái gì ạ? Cái câu lệnh dài. Tức là mình rút ngắn cái câu lệnh thôi mà, cho nó tiết kiệm thời gian thôi anh chị em ạ. Được không ạ? Và mình tạo ra rất nhiều những cái biến thể như vậy và nó cho mình tối đa là 200 cái câu lệnh rút gọn như vậy. Ví dụ như là ở trên chatbot chẳng hạn, mình chỉ cần nó gõ chữ là tôi đang bận thì lập tức nó sẽ nói rằng là tôi đang không không có ở nhà rồi tôi sẽ gọi lại cho bạn sau, ví dụ thế, thì nó là cái câu rút gọn thôi. Ok không ạ? Và anh chị em nhìn nhé, là vẫn là cái con chim này, vẫn là đôi chim này, nhưng mà được chụp với cái máy ảnh 5D Mark 3 với ánh sáng xung quanh với cái khẩu độ với cái lens như vậy thì nó sẽ ra được cái bức ảnh nó có cái gì khác biệt,
Đấy, nó có gì đó khác biệt, nó có cái gì đấy nó thay đổi so với cả cái trước không, được chưa ạ? Đó, thế anh chị em nhìn thấy là gì ạ? Nó có những cái ánh sáng xung quanh này, và cái khẩu độ thì anh chị em thấy là nó nhìn nó sẽ có cái sự sắc nét nhất định, được không ạ? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, con này thì rất là ok, rất là đẹp rồi, nhưng mà ở đây ấy, thì nó sẽ có những cái độc đáo riêng của nó, đúng không ạ? Và cái điều này ấy, thì như Huy nói ban đầu ấy, những cái người mà trong cái lĩnh vực mà nhiếp ảnh, nghệ sĩ, nghệ thuật thì họ sẽ nhận ra và họ sẽ hiểu để họ điều phối những cái này. Còn anh chị em mình không phải, không biết cũng không sao, nhưng mà dần dần chúng ta sẽ nâng cấp mình lên, chúng ta sẽ hiểu hơn về nghệ thuật, chúng ta hiểu hơn về nhiếp ảnh, hiểu hơn về tranh vẽ, được chưa ạ? Nhưng mà cái đấy chúng ta cứ từ từ bình tĩnh, được không ạ? Cứ bình tĩnh. Huy cũng không giỏi những cái này đâu, Huy cũng không hiểu đâu. Chẳng qua là gì ạ? Mình cũng nghiên cứu, mình cũng mày mò thì mình biết biết một chút thôi, đúng không ạ? Chứ không phải là nghệ sĩ nhiếp ảnh gì hết nhá. Ok. Thì đấy là cái lệnh prefer, được chưa ạ? Cái lệnh mà prefer thì Huy anh chị em biết rồi đúng không ạ? Ngoài prefer ra thì nó có prefer option list, thì mình nhấn này thì nó sẽ ra cho mình cái prefer này. Ví dụ như ở đây có prefer là wallpaper. À, nếu mà preset wallpaper ấy, thì nó sẽ cho là độ rộng, chiều cao đấy, và cái chuẩn là HD. Tuy nhiên là cái wallpaper này ấy, thì bây giờ ấy là với version 5 nó không không dùng nữa rồi. Đấy, độ rộng là chiều cao này thì nó đưa vào là cái gì ạ? Cái aspect, cái AR mất rồi. Được chưa ạ? Đấy, và cái V1 này là cái mà mình vừa mới đặt xong. Đấy, ra list những cái ngoài ra thì nó có cái gì ạ? Prefer Auto DM này, được chưa ạ? Là nó gì ạ? Nó sẽ cho hoặc không cho cái tự động gửi cái kết quả của câu lệnh đến cho gọi là dạng admin đấy, đúng không ạ? Đấy, đấy. Now enable này, Auto DM now enable này, đấy, được chưa ạ? Là không gửi cái câu lệnh tự động này đến cho những cái người khác. Đấy, được chưa? Rồi, prefer nữa này, prefer remix này, được chưa? Prefer remix tức là gì ạ? Là chuyển sang cái chế độ là remix mode. Đấy. Rồi prefer surface này, tức là gì ạ? Là tự động thêm những cái đoạn cuối cùng ấy, là ở cuối câu ấy. Ví dụ như là lúc nãy ấy, mình mới là prefer cái đoạn tham số ở giữa câu thôi, đúng không ạ? Prefer đoạn cuối câu là như nào? Prefer đoạn dưới cuối câu ấy, tức là gì ạ? Đấy, surface is now remove thì làm sao ạ? Thì những cái câu lệnh mà nó tự đưa vào đoạn cuối này này, Q2V5 này, nó tự động nó không đưa vào nữa, đúng không ạ? Cái này bình thường nó tự động đưa, nhưng mà mình nhấn vào đấy thì nó tự động hủy đi, đúng không ạ? Mình nhấn cái nữa thì nó lại gì ạ? Đấy, đấy thì nó lại là đưa vào. Đấy nha. Đấy, giá trị là một này. Đấy. Đấy thì service nó là bây giờ là giá trị là một thì nó lại đưa vào. Đấy. Được không ạ? Đây, nó đưa giá trị một này, đưa vào cái giá trị một này. Đấy, tức là gì ạ? Là nó đưa vào đoạn cuối, nó đưa vào đoạn cuối cùng của cái câu lệnh, được chưa? Đấy nhá. Ví dụ như là mình đặt là prefer này, prefer này, ơ chết nhầm, prefer nhá, prefer surface nha. Đấy, xong mình để gạch gạch này, ví dụ như là AR 4 5, đấy, rồi là gạch gạch này, shift Sheet 100. Đấy, rồi gạch gạch này là gì ạ? Là style 1000, đúng không ạ? Rồi gạch gạch này là gì ạ? Là chaos là 80. Đấy, được chưa? Đấy, thì bây giờ nhá, bây giờ mình đưa cái câu lệnh này vào nhá, được chưa? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Thấy nó ra một loạt cái đuôi này không ạ? Lúc nãy mình cũng đưa vào thì nó chỉ ra mỗi số 1 thôi, đúng chưa? Xong mình xóa nó đi này. Sau đó là mình gì ạ?
mình đưa vào cái câu lệnh này thì nó ra là gì ạ? Nó ra một loạt cái đuôi này. Đấy, tức là cái đuôi này là gì ạ? Nó ra tự động luôn. Và ảnh nào nó cũng ra tự động như vậy hết. Như vậy là mình gì ạ? Mình set trước, mình đặt trước những cái gì ạ? Những cái biến thể. Đấy là cái mà Huy nói là gì ạ? Để anh chị em tạo ra những cái phong cách riêng, cái style riêng của mình ấy. Thì đấy là cách là mình dùng cái prefer này. Ok không ạ? Rồi. Cái này Huy sẽ quay trở lại ở trong cái lớp nâng cao nhé. Bởi vì cái lớp nâng cao anh chị em sẽ học sâu hơn. Được không ạ? Còn ngày hôm nay thì anh chị em sẽ học sơ bộ thế thôi. Chứ còn học sâu nữa anh chị em, Huy biết là anh chị em sẽ cảm thấy rất là đau đầu. Nhưng mà ở đây có một số anh chị em là cái người mà đã vẽ rất nhiều rồi. Và cũng thấy rằng là cái này cũng là cái rất là thú vị. Bao nhiêu anh chị em thấy phần này cũng rất thú vị thì comment là gì ạ? Là thú vị đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy là nó rất là thú vị ạ? Đấy. Đấy là cái nguyên lý cơ bản đầu tiên của cái việc mà làm chủ Midjourney đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy mình đã thấy nó Midjourney nó đã quen thuộc hơn rồi, và các cái nút bấm rồi, các cái chức năng nó đã cảm thấy là nó dễ dàng hơn rồi ạ. Đúng không ạ? Đấy. Những anh chị em nào mà chưa làm được cái bức ảnh nào ấy thì sẽ rất là khó hiểu và sẽ rất là thấy nó lằng ngoằng. Nhưng anh chị em nào mà đã vẽ được những bức ảnh rồi ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái phần này cực kỳ hay luôn. Được chưa ạ? Đấy. Và chúng ta thấy không ạ? Với những cái thay đổi như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Những cái bức ảnh và những cái con chim này chúng ta thấy nó có cái phong cách nó khác, nó riêng. Và nếu như mà mình đăng những bức ảnh này lên ấy, thì người ta có thể tạo ra những cái bức ảnh như này. Có thể tạo ra những bức ảnh như này, nhưng còn lâu mới thể tạo ra được những bức ảnh giống như này. Đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì nó có những cái độc đáo riêng mà chỉ có mình mới biết thôi. Đấy, cho nên là gì ạ? Là tại sao mà bây giờ ấy người ta có thể bán được những câu lệnh, bán được các cái prompt. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó có vô cùng nhiều các biến thể khác nhau anh chị em ạ. Đấy, nó không chỉ đơn giản là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy trên mạng đâu. Đấy, được không ạ? Nhá. Rồi. Ngoài cái prefer ra thì nó còn mấy cái câu lệnh nữa, nó không quan trọng lắm. Ví dụ như là chuyển sang chế độ và private là chế độ riêng tư chỉ dành cho cái tài khoản 60 đô một tháng. Chuyển sang chế độ public, nếu như mình đang ở chế độ riêng tư mình muốn chuyển sang chế độ public, setting thì mình học rồi, show job ID học rồi, relax tức là mình chuyển từ chế độ fast sang chế độ relax. Đấy, chế độ still mode này thì nó tương tự chế độ private. Subscription đó là chế độ là chúng ta gì ạ? Đặt mua. Đúng không ạ? Nhấn vào đây là chúng ta gì ạ? Chuyển sang chế độ là mua mua hàng. Được không? Đấy. Ok nhá. Đấy. Đây. Đấy. Ở đây là Huy đang ở chế độ là 30 đô một tháng, được chưa ạ? 30 đô một tháng từ ngày 21 tháng 4. Đó. Tuy nhiên thì chúng ta lên chế độ Pro. Chế độ này là chế độ standard thôi. Chế độ Pro thì được 60 đô một tháng thì nó sẽ có thêm một số cái tính năng nữa, được 30 giờ gọi là nhanh này. Đấy. Rồi một vài cái đặc biệt hơn. Ở đây nhá, là mình được ba cái câu lệnh đồng thời. Được 3 cái câu lệnh đồng thời thôi. Nhưng với cái gói 60 đô ấy là chúng ta được bao nhiêu? Được 12 câu lệnh đồng thời luôn. Chạy một lúc 12 câu lệnh luôn, anh chị em tưởng tượng không ạ? Mẹ làm đúng công nghiệp luôn. Đấy, còn cái chế độ 10 đô này nó chỉ là chế độ mồi thôi, anh chị em đừng mua phí tiền nhé. Anh chị em tưởng tượng này, 10 đô một tháng anh chị em được 200 cái câu lệnh. Trong khi mà cái bản miễn phí anh chị em được 25 câu lệnh thì mình cặm cụi mình làm 10 cái tài khoản thì là bằng cái gọi là tiết kiệm được 10 đô là được 250 rồi. Bây giờ bỏ 250 lên hẳn cái gói mà gì ạ? 30 đô dùng tẹt tèn tèn, dùng cả nghìn bức ảnh cũng được. Có phải sướng hơn không? Đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em chưa sở hữu cho mình cái phiên bản mà không giới hạn này thì nhanh chóng nhấn vào cái đường link, đúng không ạ? Để đội support hỗ trợ cho anh chị em nhá. Cái này Huy thì Huy không bán đâu. Bởi vì sao ạ? Nó chẳng được bao nhiêu cả. Huy không bán, mà cái này là anh chị em support hỗ trợ thì họ có thêm cái một chút cái thu nhập thôi, đúng không ạ? Nhá. Đấy. Rồi. Ok không ạ?
Như vậy là chúng ta đã đi qua sơ lược những cái công năng chức năng và cũng đã có cái trải nghiệm về cái này rồi, được chưa ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Rồi, uống nước cái đã. Rồi. Kiến thức là nó còn rất nhiều, anh chị em cứ bình tĩnh nhá. Nhiều lắm. Rồi. Quality chất lượng nói rồi này, hạt giống nói rồi này, được chưa ạ? Hạt giống là cái mà chúng ta có thể gọi ra được cái câu lệnh giống y xì như cái câu lệnh trước. Và cái hạt giống này thì nó không có quyết định là cái chất lượng hình ảnh đâu, mà nó chẳng quyết định là cái style như nào đâu. Nó chỉ đơn giản nó là một cái con số ngẫu nhiên mà thôi. Và việc của chúng ta là dùng hạt giống để làm gì ạ? Để chúng ta xác định cho nó một cái neo để sau này mình muốn gì ạ? Muốn tạo ra cái hình ảnh nó giống giống cái hình ảnh ban đầu đó, thì chúng ta gọi cái sheet dẫn đó ra, thì cái hình ảnh sau này ấy, nó với cùng cái sheet ấy thì nó sẽ có những cái biến thể đấy, nó vẫn khác nhưng mà nó có thể nó ra những cái biến thể nó gần gần giống nhau nhá. Và cái sheet này nó có tác dụng nhất khi nào ạ? Khi mà cái câu lệnh ban đầu ấy, cái chữ này này nó phải giống hệt nhau thì cái sheet này ấy, thì nó có tác dụng rất là rõ ràng. Nhưng nếu mà câu lệnh này nó chỉ cần sai đi một chữ thôi thì cái sheet này nó cũng sẽ gì ạ? Nó cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên mình đưa cái sheet mà nó giống nhau ấy thì cái câu lệnh trong này nó thay đổi một chút ấy thì nó cũng không thay đổi quá nhiều, đúng không ạ? Nhưng nếu mà cái sheet này từ 100 đến một cái sheet lên đến 1 triệu đến 1 tỷ thì làm sao ạ? Thì cái hình ảnh nó sẽ thay đổi rất là lớn. Cái sheet mà ví dụ như là 123 vẫn là cái này nhá, vẫn là cái text này nhá. Nhưng mà cái sheet nó là 123 với 124, 125 ấy thì về cơ bản ấy là cái kết quả ấy, nó không có thay đổi nhiều. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Cái kết quả nó ra nó không thay đổi nhiều, cái biến thể nó không thay đổi nhiều. Đấy, nó sự khác biệt nó có một chút như vậy thì cũng là cái cách rất là hay. Rồi, tiếp theo là cái câu lệnh stop. Câu lệnh stop để làm gì ạ? À, cái quá trình mà tạo ra cái hình ảnh ấy, anh chị em thấy nó có chạy phần trăm không ạ? Bây giờ mình muốn dừng ở chế độ là 50% có được không? À, chúng ta sử dụng câu lệnh stop 50. Stop 50 thì cái quá trình tạo ra hình ảnh nó sẽ dừng lại ở lúc mà đạt được 50%. Được không anh chị em? Hiểu chỗ này không ạ? Nhá. Stop 90 thì nó sẽ dừng lại ở 90%. Stop bao nhiêu thì nó sẽ dừng lại ở phần đấy phần trăm. Và cái giá trị nó là từ 0 cho tới 100. Được không ạ? Rồi. À, cái styline là cái cách điệu, như nãy Huy cũng có chia sẻ rồi. Cái styline với phiên bản 4 và phiên bản 5 thì nó đều là gì ạ? Từ 0 đến 1000. Phạm vi style là từ 0 đến 1000, được chưa ạ? Chúng ta có thể chọn là styline hoặc là style hoặc là S. Đấy. Chỉ cần chữ S thôi. Ví dụ chữ S là 100, được chưa ạ? Thì với mỗi một cái style này thì nó cũng sẽ có ra những cái phong cách khác nhau. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Với cái phong cách là style thấp này thì cái hình ảnh của nó ấy, nó sẽ khá là đơn sơ, đơn giản. Nhưng mà với cái style mà cao ấy thì anh chị em nhìn cái hình ảnh này nhá. Chúng ta chỉ cần so một góc thôi nhá. Chúng ta chỉ cần so một góc thôi. Chúng ta thấy là gì ạ? Với cái hình ảnh mà gì ạ? Mà style cao ấy thì cái mức độ chi tiết, mức độ phức tạp của nó ấy thì nó cao hơn. Cao hơn so với cả cái gì ạ? Cái hình ảnh mà ở cái style thấp. Đó. Thì nó có nhiều cái lắm nhưng mà đấy, thì mình so cái bên này hoặc so cái bên này như thế. Được chưa ạ? Đó. Thì cái style thấp ấy thì cảm giác như là nó vẽ nó đơn sơ hơn, nhưng ở style cao ấy thì nó vẽ chi tiết hơn, lằng ngoằng hơn, nhiều yếu tố hơn, nhiều cái lằng ngoằng hơn. Tức là gì ạ? Nhiều cái thứ mà mình có thể là mình không mong muốn nhưng mà nó đưa vào. Đấy, đúng không ạ? Nhá. Đó, ví dụ như là chúng ta tăng cái style lên này. Khi mà style tăng lên ấy, anh chị em thấy không ạ? Nó ra mẹ cái khác, nó chẳng thấy giống quả táo gì. Ban đầu nó là quả táo nhưng mà khi style tăng lên rất cao thì nó lại ra mẹ cái hình khác. Nó chỉ là cách điệu của quả táo, cách điệu của quả chuối hoặc cách điệu của quả lê thôi. Nó không còn phải quả lê, nó ra mẹ cái thứ khác. Đó, thì đấy là ý nghĩa của style. Rồi, tiếp theo nữa là thai. Thai là lập ngói hay là diện là tạo ra những cái hình mà nó xếp chồng lên nhau. Đúng không ạ? Và
UpTime này thì nó không có sử dụng nhiều ở phiên bản 4. Tuy nhiên ở phiên bản 5 thì nó lại xuất hiện trở lại. Và nó tạo ra những cái hình mà nó gọi là nhân bản như này. Đấy, ví dụ cho anh chị em nhé. Ví dụ cho anh chị em nhé. Đây. Ví dụ như là Huy lấy ví dụ như là cái Peacock này, được chưa ạ? Ở chế độ AR là 1 4 1 3 1 3, đúng không ạ? Mình gạch thêm chữ tai này vào, được chưa ạ? Thì anh chị em sẽ xem. Mình đang ở chế độ version 4 này. Đây, mình đang chế độ V4 này. Mình chuyển lên chế độ V5 nhé anh chị em nhé. Chuyển lên chế độ V5 nhé. Được chưa ạ? Rồi. Chúng ta sẽ bấm vào đây này. Được chưa ạ? Thêm cái thai này. Rồi, thêm cái AR này. 1,3 này. Nhá. Anh chị em thấy không ạ? Cái chỗ này nó đang có cái AR45 này. Mình có thể là mình sẽ phải xóa cái prefer này đi. Không, chết cha. Mình xóa cái prefer này đi. Đấy, nhưng mà mình đưa chủ động cái AR13 vào ấy thì nó cũng tự động đè lên cái AR45 này anh chị em nhá. Cái aspect là cái khung hình này, mình đưa vào chủ động ấy thì nó sẽ đè lên cái khung hình mặc định. Anh chị em nhớ nhá. Hoặc là cái version chẳng hạn, ở chỗ này mình ghi là version 4 thì chỗ này nó có version 5 thì nó cũng gì ạ? Nó cũng không xi nhê gì hết. Anh chị em nhá. Nó sẽ ăn theo cái câu lệnh phía trước này này. Câu lệnh càng phía trước thì nó càng gì ạ? Nó càng quan trọng hơn. Giống như cái chữ này nhá. Cái câu lệnh phía trước lại thế này. Câu lệnh nào đặt càng phía trước thì lại càng quan trọng. Đặt càng về đuôi thì nó càng ít quan trọng. Anh chị em nhé. Rồi, anh chị em sẽ thấy rằng là gì ạ? Nó là ra cái con phượng hoàng đang nhảy múa, nhưng nó sẽ gì ạ? Nó sẽ rất đặc biệt, nó sẽ nhân bản lên rất nhiều con đại bàng đang nhảy múa, nó tạo lên một cái hình nó dạng như là một cái tấm thảm hoặc là một cái giấy dán tường ấy. Đấy, anh chị em nào thiết kế giấy dán tường hoặc các thứ tương tự thì anh chị em sử dụng cái lệnh này nó cũng khá là thú vị. Được chưa ạ? Và Huy khẳng định với anh chị em là ngoài kia cũng rất ít người chia sẻ những cái điều này. Đấy, nhưng chúng ta với vai trò là cái người mà gì ạ? Là hiểu rõ thì chúng ta nên biết. Đấy, được chưa ạ? Anh chị em thấy nó sẽ nhân bản như này. Đấy, ví dụ như là anh xem cái U1 này. Thì nó sẽ nhân bản lên rất nhiều những cái hình của con đại bàng như này. Đấy, hoặc chỗ này nó nhân bản lên 3 con đại bàng. Chỗ này nó lại gì ạ? Nó lại nhân bản lên cái lông này. Đấy, chỗ này nó tạo ra những cái hình hoa văn này. Được không ạ? Đó. Anh chị em thấy không ạ? Nó tạo ra những cái hoa văn mà nó lập đi lập lại. Đúng không ạ? Nó lập đi lập lại. Những cái hình, những cái lông con đại bàng như nó được lập đi lập lại. Cái này với mục tiêu để làm gì ạ? Mục tiêu để tạo ra những cái bức tường, để tạo ra những cái thảm trải sàn, tạo ra những cái giấy dán tường. Đấy. Đấy, thì nó rất là tốt. Đấy, ok không ạ? Rồi. Tiếp tục nhá. Thời gian nó không có nhiều cho nên là Huy sẽ phải đi cái phần lý thuyết này rất là nhanh. Phần video thì bây giờ gần như là không sử dụng được nữa rồi. Được chưa? Đấy, ngoài ra thì có một số cái nó liên quan đến màu sắc thì anh chị em có thể những cái biến thể về mặt màu sắc. Được chưa? Thì nó cũng có rất nhiều cái biến thể khác nhau. Đấy, rất nhiều những cái biến thể khác nhau về màu sắc khác nhau, dark gray này, desert sand này, tức là gì? Cát sa mạc này, emerald này, đấy, ngọc lục bảo này, erin này, gold này, gray này, green này, được chưa? Đấy, rồi indigo này, ivory này, jet này, jade này, jade là gì? Ngọc bích này, khari này, lavender này, là màu tím nhưng mà lại tím kiểu tím của cái cây lại oải hương lavender ấy. Đấy, lilac này. Đấy, tím như tím lilac nó khác, tím light gray xám nhạt nó khác. Màu lime này. Đấy, màu lim này, màu lim là cái màu xanh nhưng mà nó lại xanh hơi
hơi xanh lá cây mà lại hơi trong trong đấy. Margherita là cũng màu tím nhưng mà tím nó hơi pha hồng hồng kiểu kiểu vậy. Marron này, mauve này, oxin này, olive này. Đấy, màu olive, màu màu cam này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Riêng màu sắc thôi nó cũng có vô cùng nhiều cái loại màu sắc khác nhau. Rainbow này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đó. Như vậy là gì ạ? Có rất nhiều cái màu sắc khác nhau để anh chị em gì ạ? Gọi là tham khảo, thử nghiệm, trải nghiệm, đúng không ạ? Đấy. Đấy, có những cái màu rất là đặc biệt như này, màu quặng. Đấy, màu của những cái quặng. Đó, hoặc màu vivid, đấy. Màu vivid, vivid lime, vivid green, vivid margarita, vivid cyan. Đấy, rất nhiều. Đúng không ạ? Rồi các cái nghệ thuật thẩm mỹ. Đây là những cái phương tiện, những cái phong cách nghệ thuật thẩm mỹ thể hiện khác nhau, được chưa? Đấy, alien là ngoài hành tinh này, đấy, được chưa? Rất nhiều các cái phong cách thể hiện khác nhau ở đây, đúng không ạ? Anh chị em chúng ta vào đây để mà gì ạ? Để mà tìm những cái phong cách cho riêng mình và thử nghiệm. Cái quan trọng nhất anh chị em đưa vào nó để thử nghiệm, để mình biết thêm được nhiều phong cách. Tại sao chúng ta nên thử nghiệm ạ? Khi chúng ta thử nghiệm, chúng ta biết thêm nhiều phong cách thì cái vốn từ giống như là chúng ta đang học từ tiếng Anh ấy, anh chị em ạ. Chúng giống như chúng ta học tiếng Anh ấy, thì chúng ta có cái vốn từ càng lớn thì chúng ta càng có thể là sử dụng các cái câu lệnh rồi các cái câu tiếng Anh nó càng nhuần nhuyễn hơn, đúng không ạ? Chúng ta chỉ biết mỗi câu hello, goodbye ấy, thì chúng ta chẳng biết nói câu gì cả. Nhưng nếu mà chúng ta có khoảng độ 1.000 hoặc là 10.000 từ vựng tiếng Anh thì anh chị em nghĩ xem, chúng ta sẽ nói tiếng Anh nó sẽ trôi chảy hơn, nó sẽ thú vị hơn, nó sẽ hay hơn, đúng không ạ? Đó. Và nếu như anh chị em chúng ta xem ở những cái ảnh ở trên mạng ấy, thì chúng ta chỉ biết được một góc nhỏ của cái gì ạ? Của cái Midjourney thôi, đúng không ạ? Còn ở đây chúng ta có thể biết được toàn bộ những cái gì mà gì ạ? Mà Midjourney nó có. Như vậy là chúng ta khám phá được cái gì ạ? Là cái điểm hay, điểm mạnh, điểm độc đáo và điểm gì ạ? Điểm duy nhất của cái gì ạ? Của cái Midjourney này. Nó không chỉ là những cái thứ mà giống như là những cái thứ gì mà mình đang nhìn thấy, mà nó còn nhiều hơn rất nhiều, đúng không ạ? Đấy, ví dụ Duck Academy này, đấy, hoặc là Duck Naturist này, Duck Core này, đấy, Duck Paradise này, đấy, Dead Core này, đấy. Dead Core là những cái core này nó mang tính chất là gì ạ? Nó là gốc rễ, nó là nền tảng. Cái bức tranh được được vẽ lên cái nền tảng của cái sự chết chóc chẳng hạn thế, đúng không ạ? Đấy. Decora này, đấy. Delicate Swiss này. Đấy. Và với mỗi một cái từ khóa này thôi đưa vào trong bức ảnh, lập tức nó sẽ tạo ra bức ảnh nó phong cách khác hoàn toàn, đúng không ạ? Và đôi khi chúng ta không thể hiểu được là người ta vẽ cái bức ảnh đấy nó phong cách nào, không thể nào mà nghĩ ra được anh chị em ạ. Không thể nào nghĩ ra được cái phong cách nó như thế nào. Nó Dua Kawaii này, đố mà anh chị em vẽ lại được. Đấy, ví dụ như Huy đưa ra những cái bức ảnh mà với những phong cách mà Huy lấy trong này ấy, là đố anh chị em mà tìm cách nào đấy mà Google dịch chịu, không thể nào mà tạo ra được cái bức ảnh mà nó kiểu kiểu như này, đố anh chị em làm ra được luôn. Đấy, nhưng mà với cái bộ từ điển này thì anh chị em chúng ta hoàn toàn có thể là gì ạ? Tạo ra vô cùng cái phong cách khác nhau. Thậm chí là gì ạ? Khi mà có một cái phong cách nào đó thì chúng ta vào đây chúng ta xem là nó giống giống với cái phong cách nào, và sau đó thì chúng ta vẽ lại, được không ạ? Đó. Đấy. Nhiều vô cùng luôn nhá. Đấy. Ok không ạ? Rồi. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là đây là một cái bộ tài liệu là quá kinh khủng ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy đây là bộ tài liệu này quá kinh khủng ạ? Ok. Kinh khủng không anh chị em? Anh chị em thấy kinh không ạ? Thấy nhiều không ạ? Thoải mái để anh chị em nghiên cứu và áp dụng không ạ? Nó đúng như là một bộ từ điển sống không ạ? Và liên tục được cập nhật nhé. Đấy, rất nhiều luôn. Nhiều vô cùng luôn. Đấy. Bao nhiêu anh chị em muốn sở hữu cái bộ tài liệu này ạ? Chưa hết đâu. Chưa hết đâu. Đấy.
Trong này thì nó còn có những cái nhiếp ảnh gia nghệ sĩ nổi tiếng này. Đấy, tác giả truyện tranh nổi tiếng này. Được chưa ạ? Đấy. Đấy, rồi ở đây nó còn có những cái từ khóa thú vị này. Mình có thể đưa thêm những cái từ khóa này vào trong gì ạ? Vào trong cái bức ảnh của mình, nó sẽ tạo ra những cái hình ảnh rất là gì ạ? Đặc biệt. Đấy. Photogram, ảnh đen trắng, photograph, ảnh chụp, photographic là khắc ảnh, photojournalist là ảnh báo chí, photomontage là ghép ảnh, photostat là sao chụp, pictograph là chữ tượng hình, pictoralim là chủ nghĩa tượng hình, picture plane là mặt phẳng ảnh. Đó, rất nhiều đúng không ạ? Đó. Anh chị em thấy không ạ? Nhiều vô cùng luôn. 561 câu lệnh thì Huy đã tặng anh chị em rồi, được chưa ạ? Anh chị em có thể vào đây, có thể tìm ra được rất nhiều câu lệnh tiếng Anh, tiếng Việt, đúng không ạ? Để mà mình tham khảo nha. Rồi. Đấy. Phương tiện và các cái bản vẽ nghệ thuật. Lúc nãy mới là cái phong cách vẽ thôi, còn đây là phương tiện vẽ, tức là vẽ bằng bút chì, bút màu, bút dạ, hay là vẽ bằng chấm, vẽ bằng vẩy màu, vẽ bằng 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 ngón tay, hay là vẽ bằng bút lông viết chữ bằng bút lông chẳng hạn thế, hay là vẽ hình minh họa đấy, vẽ bằng cái line art, tức là cái sợi, cái bút chì đấy, vẽ phác họa đấy, rất nhiều các cái thể loại. Đấy, cái loại mà bút chì với cả than chì đó, bút chì và than chì thì nó cũng có rất là nhiều đấy, bút chì than chì vẽ trên gì ạ? Bằng bảng đen đấy, vẽ bằng bút chì màu đấy, vẽ bằng bút chì màu thì lại khác, Caron tức là màu 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 phấn, màu ấy là khác, pencil art tức là gì ạ? Là nghệ thuật vẽ bằng bút chì đấy, được chưa ạ? Rồi mực, mực nó có rất nhiều các loại mực khác nhau anh chị em nhé. Đấy, ví dụ như là mực dạng này này, conductive ink này, ecolin này, đấy, fountain pen art này, gel pen này, là bút 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 gel ấy, bút dạng dạng gel ấy. Đấy, India pink này, wet ear marker này, marker art này, tạo ra những cái hình ảnh từ những cái mảng màu khác nhau, white pot này. Đấy, đây là gì ạ? Bảng trắng. Đấy, tạo ra những hình ảnh ở trên bảng trắng. Rất ít người tạo đúng không ạ? Đó. Đó, rồi painting các loại tranh vẽ này. Các loại tranh vẽ này. Được chưa ạ? Đấy, tranh vẽ này. Anh chị em thấy không ạ? Rất nhiều loại tranh vẽ khác nhau. Anh chị em thấy không ạ? Rất nhiều loại tranh vẽ khác nhau. Các cái kiểu vẽ tranh khác nhau. Vẽ tranh nó có nhiều loại vẽ tranh lắm, nó không phải là một loại đâu, nó nhiều loại vẽ tranh lắm, và chúng ta phải biết đọc tên nó ra thì chúng ta mới tạo ra được những cái tác phẩm nghệ thuật nó gọi là đúng là gọi là của nó được, được chưa? Các cái loại hình nghệ thuật in đấy, in 3D nó khác, in là album nó khác, mà in lại ba cái gọi là ba cốt nó khác đấy, in in khối nó khác. In dạng màu xanh nó khác, in in business card thì nó lại khác, đấy ạ, design system manual nó lại khác, digital art nó khác, đấy, IKEA guide nó khác, đấy, anh chị em thấy không ạ? In dạng newspaper dạng báo nó lại khác, đấy, in dạng QR code nó lại khác, in dạng tem nó lại khác, dạng sticker nó lại khác, đó ạ, anh chị em thấy không ạ? Vô cùng nhiều luôn. Và nó thống kê để anh chị em chúng ta sẽ có một cái sự gọi là tổng quát và mình hiểu được cái nguyên tắc của nó. Kirigami là loại giấy gấp giấy Nhật Bản, nhưng mà nó cũng có rất nhiều các loại gấp giấy khác nhau anh chị em nhé. Rồi những cái loại như là chạm khắc trên gỗ đá hay là hóa thạch đấy, hay là gì ạ, đá quý, ngọc quý, hóa thạch đó, gỗ đá đấy, trong hang động chẳng hạn thế đấy. Bằng bằng băng, điêu khắc bằng băng thì nó như nào đấy, điêu khắc bằng đá quý nó như nào, điêu khắc bằng da thì nó như nào đấy,
điêu khắc bằng gỗ thì nó như nào, điêu khắc bằng đá thì nó như nào, điêu khắc bằng giấy thì nó như nào. Đấy, được chưa ạ? Rất nhiều loại đúng không ạ? Ok. Rồi. Đồ gốm thủy tinh. Đây, có những cái phong cách đồ gốm thủy tinh như này. Đấy, chúng ta có thể là gì ạ? Đưa vào. Đấy, ví dụ như là cái thổi thủy tinh thổi hoặc là glass monia, mosaic, mosaic. Đấy, là ghép từ những cái mảnh thủy tinh với nhau, mảnh kính. Đó. Rồi mosaic, micro mosaic, tức là nó gì ạ? Nó rất là chi tiết. Đấy. Impression mosaic, tức là gì ạ? Ghép với rất nhiều mảng màu khác nhau, to nhỏ kích cỡ khác nhau và tạo ra những cái bức tranh. Đó. Anh chị em thấy không ạ? Và chúng ta có cái bộ công cụ này để chúng ta có thể là gì ạ? Là nghiên cứu, tìm hiểu, được chưa ạ? Và có rất nhiều thứ để chúng ta nghiên cứu ở trong này. Chưa hết đâu, đấy mới là chỉ là những cái gọi là sơ lược thôi. Còn ở đây chúng ta có rất nhiều những cái công cụ để hỗ trợ cho gì ạ? À, cho sử dụng câu lệnh. Ở đây chúng ta chỉ cần nó viết ra một cái câu lệnh, ví dụ như Spider-Man, được chưa ạ? Sau đó là chúng ta chọn những cái phong cách, style, đấy. Phong cách là chúng ta ở phong cách là cartoon hay là Caribe hay là gì ạ? Comic book hay là chromatic hay là Da Vinci đấy, hoặc là deep sea DNA đấy, hay là electronic đấy, fiber optic hay là Fibonacci hay là flower of line floral đấy, thì chúng ta có thể đưa vào đây những cái gì ạ? Cái phong cách đấy, hoặc là logo đấy, được chưa ạ? Đấy, chúng ta đưa vào đây những cái phong cách mà chúng ta muốn. Đấy, chúng ta chọn một cái, được chưa? Chọn một cái, chúng ta nhấn continue thì ngay lập tức nó đưa vào đây Spider-Man này, cộng thêm cái gì ạ? Space. Đấy, tức là gì ạ? Thêm cái vũ trụ vào đấy. Rồi, chúng ta đưa thêm cái lighting. Đấy, nến hay là cái gì đấy. Dust là có đấy, electrical. Đấy, chúng ta đưa vào đây. Xong rồi chúng ta nhấn gì ạ? Continue. Được chưa ạ? Camera thì chúng ta có thể là chọn là panorama 360 độ. Đấy, hoặc là cái micro hoặc là cái gì đó telescope, tức là ống viễn vọng, được chưa ạ? Nhấn continue. Đó. Rồi artist là chúng ta muốn đưa vào cái nghệ sĩ với phong cách nghệ sĩ nào, đúng không ạ? Thì chúng ta chọn cái phong cách ở đây. Được chưa ạ? Chọn cái phong cách nghệ sĩ mà chúng ta muốn ở đây. Ok không ạ? Đấy, với mỗi một phong cách nghệ sĩ nó sẽ ra cái hình ảnh nó sẽ giống như này. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta chọn màu sắc. À, ở đây chúng ta chọn là hóa thạch hay là baby blue color, màu xanh, xanh baby. Đấy, được chưa ạ? Hoặc là màu hồng. Đấy, hoặc màu brown. Đó, mình chọn một cái màu sắc nào đấy. Được chưa ạ? Thì mỗi lần mình chọn ấy, thì nó sẽ đưa vào đây. Được chưa ạ? Mình chọn về chất liệu. Đấy, là gạch, là thép không gỉ, là đồng, là sợi carbon, hay là gỗ, hay là cellulose. Đấy, hay là sứ, hay là vải cô tông, hay là vải bình thường, hay là sợi các sợi sợi quang. Đấy, hay là gì ạ? Dầu, ga, vàng, kính, kẹo dẻo, da, đấy, rồi magma, nickel, đấy, metan, đấy, ni lông, đấy, nhựa, giấy, quặng, da, gỗ, đấy, rất nhiều, đúng không ạ? Đấy, chúng ta chọn size. Đấy, chúng ta đưa vào cái size mà chúng ta mong muốn, chọn cái size mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Cái độ sâu ảnh. Đấy, full focus hay là focus vào cái gì đó. Đấy, chất lượng thì chúng ta chọn là chất lượng là 1, 2, 0,5, 0,25. Đấy, styline là chọn thấp hay cao. Đấy, version 4 hay 5. Được chưa? Đấy, thì chúng ta chọn vào. Đấy, chúng ta có thể upload cái hình ảnh của mình để mà đưa vào. Chúng ta có thể chọn sheet, đưa ra một cái sheet từ đây đến là gì ạ? 4,2 tỷ. Đúng không ạ? Chaos chúng ta có thể nhập từ 0, 100. Đó, chúng ta xóa đi tất cả. Được chưa ạ? Và chỗ này chúng ta chỉ cần copy cái câu lệnh này, sau đó là chúng ta gì ạ? Đưa nó vào đây, được không ạ? Copy câu lệnh, sau đó chúng ta đưa vào đây, chúng ta không cần phải gõ image luôn, được chưa ạ? Được chưa ạ? Chúng ta không cần phải gõ image luôn, nó tự động nó ra chỗ này, anh chị em thấy không ạ? Đó, thì đây là một công cụ hỗ trợ câu lệnh nhé. Nhưng mà không chỉ một công cụ đấy đâu, có rất nhiều công cụ khác nhau để hỗ trợ câu lệnh, được chưa ạ?
Đây là một công cụ khác để hỗ trợ câu lệnh. Đấy, tuy nhiên công cụ này thì nó đang hỗ trợ từ version 3 trở xuống, cho nên là mình cũng ít dùng. Rồi, câu lệnh hỗ trợ câu lệnh tiếp theo. Đấy là gì ạ? Chỗ này là chúng ta có thể thêm những cái detail. Đấy là gì ạ? Thêm là gì ạ? Drawing này. Và các cái bản mẽ khác nhau này. Được chưa ạ? Rồi thêm cái sphere này hoặc là landscape này. Đó. Thì chúng ta có thể chọn mỗi một cái này, cho nó bấm vào đây thì ngay lập tức nó sẽ nhảy lên trên này. Được chưa ạ? Đấy, nó sẽ nhảy lên trên này. Được chưa ạ? Add more some detail. Đấy, pencil này. Đấy. Viết bằng pencil này. Nó sẽ nhảy lên đây. Được chưa ạ? Đấy, text này. Được chưa ạ? Đấy, letter này. Nó sẽ nhảy lên đây. Được chưa ạ? Ink này. Đấy, nó sẽ nhảy lên đây. Chọn phát nó sẽ nhảy lên đây. Được chưa ạ? Đó. Đó. Đấy, pastor. Đó, được chưa ạ? Đây là mình chọn landscape nhé. Đấy, chọn hình người thì nó cũng ra rất nhiều những cái thông số hình người khác nhau. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đó. Camera, color, camera. Đấy, loại phim. Loại phim khác nhau nó sẽ ra hình khác nhau. Được không ạ? Đấy. Rồi màu sắc. Rồi kích thước. Hình dạng. Đấy. Lighting, ánh sáng. Loại ánh sáng. Đấy, các loại ánh sáng khác nhau thì nó sẽ ra những cái hình ảnh khác nhau. Anh chị em thấy không ạ? Đó. Các loại ánh sáng khác nhau thì sẽ ra những cái hình ảnh nó khác nhau. Ừ. Đấy. Đó, những cái số, hệ thống những cái con số rất nhiều, đúng không ạ? Đây cũng chỉ là một cái công cụ thôi. Rồi tiếp tục công cụ nữa. Hỗ trợ anh chị em. Rất nhiều công cụ để mình có thể hỗ trợ, để mình có thể là gì ạ? Tạo ra những câu lệnh. Đấy, ở đây mình có thể search cái câu lệnh ở Midjourney này. Mình search cái câu lệnh ở đây. Được chưa ạ? Ừ. Sau đó mình xem cái câu lệnh ở chỗ này, nó giống như là trên cái trang Midjourney á. Được chưa ạ? Đấy. Và chúng ta có thể tạo ra những cái câu lệnh ở đây. Đấy. À. Đấy, mình có thể tạo ra câu lệnh ở đây, ví dụ như là a bird chẳng hạn. Thì nó sẽ giúp cho mình tìm những cái hình ảnh có hình ảnh con chim. Và ở đây chúng ta có thể là gì ạ? Copy câu lệnh này. Yeah. Đây. Chúng ta thể copy câu lệnh này. Được chưa ạ? Đấy, chúng ta dán vào đây. Đấy. Đó. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Đây là một câu lệnh nhá. Nó gì ạ? Là nó là tự tạo cho chúng ta và nó ra những cái hình ảnh rất là độc đáo, đúng không ạ? Đấy. Spider-Man ở ngoài không gian, lại có cả điện này. Đấy, là góc nhìn là 360 độ panorama này. Đấy, màu màu xanh nhẹ này. Đó. Góc nhìn 360 độ. Nó tròn 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 này. Đó. Mình đưa nhiều cái câu lệnh quá thì nó sẽ không đáp ứng được hết cho mình nhé. Nó không thể đáp ứng hết cho mình. Ở đây này này. Đấy. Anh chị em thấy không? A giant thunderbird with wings, spear, lighting. Đấy, lighting sky over bird. Đấy. The bird is lighting hyper detail. Anh chị em thấy không ạ? Anh chị em nhìn thấy con đại bàng mà xung quanh là lưới điện như này, anh chị em thấy có kinh khủng không ạ? Đấy. Thì đấy là cách để mà chúng ta tìm ra những cái câu lệnh rất là hay. Được chưa ạ? Rồi, chưa hết, lại hỗ trợ tiếp. Đây. Hỗ trợ tạo câu lệnh tự động này. Cái này những cái mà có hình trái tim này nhá, là cái mà Huy mới cập nhật thêm. Đấy. Mới cập nhật thêm, liên tục Huy cập nhật thêm, chỗ nào có hình trái tim là Huy mới cập nhật. Và sau khoảng độ 2 đến 4 tuần thì cái hình trái tim này nó sẽ thành cũ và Huy sẽ xóa đi. Đấy, còn cái nào nó mới thì lại gì ạ? Lại để lại hình trái tim. Được chưa ạ? Ừ. Hỗ trợ tự tạo câu lệnh Midjourney với một cái từ khóa đơn giản này. Chỉ cần một từ khóa thôi anh chị em ạ. Nó tạo ra rất nhiều những cái gì ạ? Cái câu lệnh khác nhau. Ví dụ như là a bird. Đấy.
thì nó tạo ra một loạt những cái từ khóa khác nhau anh chị em nhé, một loạt những cái câu lệnh Midjourney khác nhau. Đấy này, a bird flying to a heaven, everything in between này, a bird on the top of mountain on the cliff này, đấy, a bird flying about the ground này, photography này. Đấy, nó tạo ra một loạt những cái thú vị mà liên quan đến một con chim, đúng không anh chị em? Đấy, cũng là một cái rất là hay đúng không ạ? Rồi, ở đây cũng là tạo một cái câu lệnh là gì ạ? Tự động này. Ở đây ấy, là mình nói là gì ạ? Cho tôi một cái câu lệnh, mình nhấn là gì ạ? Mỗi lần mình nhấn như này này, nó sẽ tạo ra cho mình một câu lệnh khác nhau này. Anh chị em chỉ cần copy thôi này, được chưa ạ? Đấy, câu lệnh nó tự động hết nhá. Mình nhấn này, give me một câu lệnh này, nó là gì ạ? Nó ra câu lệnh đây này, câu lệnh ngẫu nhiên. Đấy, nó cho câu lệnh ngẫu nhiên luôn, đúng không ạ? Ở chỗ này mình random view, hoặc là mình muốn ở trên là gì ạ, top view, feed view là gì ạ, product view này, lighting này, mình chọn một cái lighting nào đó này. Đấy, câu lệnh tự động hay là câu lệnh có cái gì đấy, ví dụ như là cái này và có cái kia đấy, cái phong cách của này, hoặc là cái phong cái tranh tranh gọi là minh họa này, hoặc là concept art này, đấy là một cái concept nào đó này, một beautiful painting of này, được chưa? Trong nhấn đây phát thì nó sẽ là beautiful of cái gì đấy. Parameter mình có thể chọn những cái sheet này mình chọn sẵn, nó không thì nó sẽ cho câu lệnh ngẫu nhiên. Được chưa? Ở đây mình có thể là gì ạ? A bird, mình chỉ cần đưa vào cái câu lệnh ở đây thôi. Sau đó mình gì ạ? Mình thay đổi cái này. Đấy. A bird. Đó. Được chưa? Thì nó sẽ tự động nó thay đổi luôn. Đấy, ở đây nó gì ạ? Nó tự động thay đổi luôn cả cái tham số này luôn. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Tạo ra câu lệnh tự động. Rồi, bao nhiêu anh chị em thấy là gì ạ? À, quá kinh khủng ạ. Mà nó vẫn chưa hết đâu nha, nó mới chỉ được khoảng độ tầm 30% gì những cái kiến thức mà nó có ở trong cuốn ebook này thôi ạ. Nó khoảng độ 30% những cái gì mà Huy sâu từ nãy đến giờ, nó chỉ được khoảng 30% thôi. Đúng không ạ? Và anh chị em chỉ cần học mỗi ở đây thôi, không cần phải nghiên cứu đâu cả, thì anh chị em chúng ta đã có thể là gì ạ? Là đã trở thành chuyên gia, thành siêu nhân với Midjourney rồi. Đúng không ạ? Nhiều lắm. Và Huy liên tục cập nhật cho anh chị em nha. Liên tục cập nhật cho anh chị em. Ok không ạ? Rồi, bao nhiêu anh chị em chúng ta muốn là gì ạ? Muốn sở hữu cái quyển sách này ạ? Bao nhiêu anh chị em muốn sở hữu quyển sách này ạ? Mà chưa hết đâu nhá. Đó là gì ạ? Là Huy sẽ liên tục đào tạo, và mỗi một cái chương trình đào tạo ấy, là Huy sẽ quay lại các cái video, và mỗi cái video đó Huy sẽ up lên chính cái trang web này luôn, chính cái cuốn sách này luôn. Và anh chị em vào ấy, anh chị em có thể là xem video, tức là vừa đọc vừa xem, vừa đọc vừa xem, đúng không ạ? Có những cái hướng dẫn qua video như này nó cũng rất là dễ hiểu, đúng không ạ? Đấy, rồi chúng ta lại nghiên cứu bằng đọc, chúng ta lại xem nữa. Như vậy là gì ạ? Nó không phải là một cái khóa học online, mà nó không phải là cuốn ebook để mà đọc rất là đau đầu, mà nó là gì ạ? Nó là kết hợp mix một cái khóa học online cộng với cả một cái quyển từ điển. Nó không phải cuốn ebook nữa, mà quyển từ điển, được chưa ạ? Bao nhiêu anh chị em muốn sở hữu cái cuốn ebook này? Ánh sáng thì sao ạ? Ánh sáng trực diện đúng không ạ? Ánh sáng sáng trực diện đúng không ạ? Đấy. Rồi, mình để hình white background nhá. White background nhá. Tức là để nền trắng nhá. Mình không cần phải nền đấy. Đấy, ánh sáng là ánh sáng trực diện nhá. Ánh sáng này thì chắc không cần. Được rồi. Nhấn enter. Rồi. Như vậy là gì ạ? Chúng ta vẫn vẽ một cái hình nhá, nhưng mà chúng ta đưa vào một cái hình mẫu thì nó sẽ có xu hướng vẽ giống giống cái hình mẫu đó. Tuy nhiên anh chị em nhớ rằng này, cái thằng này nó là cái thằng của sự sáng tạo, cho nên nó sẽ không giống y xì đâu. Chúng ta muốn giống y xì ấy, thì xin thưa anh chị em dùng phần mềm khác cực kỳ dễ, nó không có gì khó cả, đúng không ạ? Nó không có gì khó cả. Nhưng mà gì ạ? Để mà giống y xì thì thằng này không phải là thế mạnh, đúng không ạ? Thằng này không phải thế mạnh để mà giống y xì. Có những thằng ấy nó làm cái việc đấy rất dễ, và việc của chúng ta đó là gì ạ?
chọn cái thằng nào mà nó dễ, đúng không ạ? Ở đây chúng ta đã ra được hình ảnh một cô gái là gì ạ, là cũng rất là xinh đẹp, đúng không ạ? Rất xinh đẹp. Cái tóc thì anh chị em thấy giống không ạ? Tóc giống này. Cái lông mày trông có giống không ạ? Giống này, đúng không ạ? Cái môi mọng đỏ dày này có giống không ạ? Giống ạ, đúng không ạ? Nhưng cái mà khác nhất đấy là gì ạ? Là cái đôi mắt. Cái khác nhất là cái đôi mắt. Bởi vì sao ạ? Cái đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Rất là khó để mô tả cái đôi mắt mà nó gì ạ? Nó nguyên bản. Bởi vì ở đây nó chỉ lấy cái gì ạ? Cái tổng thể thôi. Chứ nó không thể lấy được cái quá chi tiết. Đấy. Để làm được cái chi tiết thì anh chị em làm như nào ạ? Đó là chúng ta tạo ra nhiều cái biến thể khác nhau. Đúng không ạ? Tạo ra nhiều biến thể khác nhau và ngồi mò. Nó chính xác là phải ngồi mò. Đúng không ạ? Và chúng ta càng mô tả chi tiết cái này này. Càng mô tả chi tiết cái hình ảnh cô gái này. Càng mô tả chi tiết bao nhiêu thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ ra cái hình ảnh. Nó càng tương đối giống bấy nhiêu. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể tạo ra thêm những cái biến thể. Ví dụ như là ở đây mình thấy cô này là có vẻ gần giống nhất thì mình chọn cô này. Hoặc cô này cũng gần giống này, đúng không ạ? Có đôi mắt thì gần giống này, nhưng cái mũi, cái miệng nó chưa giống lắm. Đấy, mình có thể tạo ra những cái biến thể của cái cô gái đó. Thì thử vài lần. Nói chung là không một lần để mà tạo ra giống là không có đâu. Đấy, hoặc là nó là ngẫu nhiên thôi, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải thử vài lần. Ok em ạ? Rồi. Đấy, mỗi lần chúng ta thử này, chúng ta lại tạo ra được những cái khuôn mặt nó khác. Với vẫn là cô này thôi, nhưng mà cái khuôn mặt nó hơi khác một tí, được chưa ạ? Xong mình thấy cô nào mà gần giống nhất ấy, thì mình lại tạo ra những cái phiên bản khác của cô ấy, được chưa ạ? Đây là cách để mà tìm ra được cái biến thể mà gần giống nhất với cả gì ạ? Với cả cái hình mẫu thật, được không ạ? Đấy, ví dụ như là bốn cô này thì lại cái cô V4 này cũng có vẻ là gần giống nhất. Đó, đấy là cái mẹo. Cái mẹo để tạo ra cái hình mà gần giống với cả cái hình mẫu, đúng không ạ? Mình cứ tạo ra nhiều cái biến thể này. Mỗi biến thể anh chị em sẽ thấy nha, nó mắt nó hơi khác một tí, miệng nó hơi khác một tí, mũi nó hơi khác một tí, tóc nó cũng hơi uốn khác một tí. Anh chị em thấy không ạ? Nó sẽ hơi khác một tí đấy, đúng không ạ? Đấy. Và việc của chúng ta đó là gì ạ? Là chịu khó ngồi mò. Đấy. Cho nên Huy nói rằng là gì ạ? Là cái thằng này ấy, nó không phải cái thằng chuyên dụng để mà vẽ người thực, biến từ người sang tranh thì cũng có, nhưng mà sao ạ? Nhưng mà nó sẽ gì ạ? Nó sẽ không có gọi là nguyên bản được đâu, đúng không ạ? Nó không nguyên bản được đâu, mà nó sẽ lệch đi một tí, được chưa ạ? Nó sẽ lệch đi một tí. Đó, và việc của chúng ta đó là tìm ra những cái mẫu nào gần nhất, đúng không ạ? Đây là cung Hùng Ngọc Hà là nó có những cái nét rất là đặc trưng và rất là dễ nhận ra nhé. Chứ còn những cái người ví dụ như là Huy chẳng hạn, đưa vào nó vẽ là lung tung hết cả. Nó không ra được cái người như này đâu. Đấy, nó đưa vào nó vẽ lung tung hết cả. Đấy, hoặc là mình có thể tạo ra một cái nhân vật. Đấy, nó dạng là gì ạ? Vẫn là cái câu lệnh này nhé. Nhưng mà mình không phải là photo nữa, mà mình sẽ là gì ạ? Mình sẽ là pizza. Pizza character. Character. Được chưa? Đấy. Thì làm sao ạ? Thì nó sẽ tạo ra được một cái hình, nó kiểu như hình hoạt hình ấy, nhưng mà theo phong cách của pizza. Được ạ? Của cái công ty pizza ấy. Được chưa ạ? Đó. Rồi. À, chỗ này mình phải bỏ cái photoristic này đi, nó sẽ nhầm sang cái photo đây. Đấy, mình bỏ cái photo này đi này, Canon photo này mình bỏ đi này. Đó, đấy đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây. Đấy, nó có cái yếu tố nó kiểu hơi hoạt hình một tí đúng không ạ? Nhưng mà cũng rất là đẹp. Và cái phong cách với cái nụ cười nó vẫn thế, cái tóc nó vẫn thế, đúng chưa ạ? Đó, nhưng mà nó giống như kiểu hoạt hình rồi ấy. Nếu mình bỏ cái photo đi thì nó sẽ trông giống kiểu nó có sẽ hoạt hình hơn nữa. Ừ. Nó đúng kiểu hoạt hình hơn.
Đó. Mà đôi khi á là hình hoạt hình ấy thì mình thấy nó còn giống hơn là hình thật. Vậy hình thật thì mình so nó khó, nhưng hoạt hình thì mình thấy nó lại giống hơn. Đó. Đấy anh chị em xem nhé. Đấy anh chị em thấy không ạ? Đẹp ấy chứ. Đúng không ạ? Đấy, cũng rất đẹp. Mà tuy nhiên là như Huy nói ấy, là cái mắt ấy là cái để mà nó khó để mà nó sao chép nhất. Nó không sao chép y xì cái mắt của mình đâu. Đó, cho nên là cái mắt mà nó không giống ấy, thì những cái khác nó giống thì cũng cũng không thấy nó giống lắm. Tức là với cái con mắt của mình, với cái tiêu chuẩn của mình ấy, thì mình vẫn chưa thấy nó giống lắm. Nhưng mà Huy sẽ cho anh chị em một cái công cụ khác để anh chị em có thể tạo ra được vô cùng nhiều cái biến thể của mình. Đấy, cái avatar, cái hình mẫu của mình bằng AI và nó giống hơn rất nhiều. Ok không ạ? Đấy, đây nha. Rồi, hay quá. Kim Anh Hà chưa chết mình 53 tuổi. Hôm nay giới thiệu 8 cái xương sống để viết lệnh hướng dẫn sử dụng 14 lệnh máy chủ của Discord. Đúng rồi. Phần mềm upscale có hướng dẫn rồi nhé. Đây. Phần mềm upscale có hướng dẫn rồi nhé. Anh chị em chưa được nhận à? Rồi. Tôi lại phần mềm upscale có rồi mà. Đây. Chưa gửi cho anh chị em hay sao? À, hôm nay Huy sẽ hướng dẫn anh chị em sử dụng cái phần mềm upscale nhé. Đầu tiên là chúng ta mở cái phần mềm này lên ạ. Được chưa ạ? Đấy, sau đó thì nó có các cái nút như sau. Thứ nhất đó là nút back upscale. Cái nút này sẽ giúp chúng ta upscale cả cái folder luôn, tức là upscale nhiều ảnh một lúc. Đấy, cái nút thứ hai đấy là gì ạ? Là chọn một cái bức ảnh, đây là chọn một bức ảnh nhá. Đó. Chúng ta chọn một bức ảnh bất kỳ nhá. Ví dụ như là Huy chọn bức ảnh này. Bức ảnh này hiện đang là 50k, 50 KB với kích thước là 1000 đến 1500 nhá. Mình nhấn vào đây. Ok không ạ? Sau đó thì chúng ta chọn đến bước 2, đấy là chúng ta gì ạ? Chọn cái cách upscale khác nhau. Thì ở đây nó có nhiều cách upscale khác nhau. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta chỉ cần tập trung vào hai cái upscale đầu tiên là General Photo Real với cả Remax. Đấy. Còn những cái này thì chúng ta cũng có thể thử nghiệm thêm, thì nó vừa upscale nó vừa chỉnh cái ảnh của chúng ta một chút, đúng không ạ? Thì anh chị em sẽ tìm hiểu thêm sau nhé. Ở đây thì chúng ta có thể nhấn vào đây là Double Upscale, tức là bình thường ấy là chúng ta upscale lên là x4, tức là từ 1000 này, anh chị em nhìn thấy từ 1000 lên 4000 này, thế này 1500 lên 6000 này. Nhưng nếu mà chúng ta ấn vào đây thì anh chị em thấy không ạ? Tức là nó không phải nhân 4 nữa mà nhân 8, tức là double luôn, không phải nhân 4 mà nhân 8, và cái này không phải là 10 không phải là 6000 nữa mà 12000, thì ảnh nó sẽ rất là sắc nét. Tuy nhiên thì thời gian nó chạy nó sẽ gì ạ? Nó sẽ lâu hơn, được chưa ạ? Đó. Sau đó thì chúng ta có thể là gì ạ? Set up cái output folder, tức là cái ảnh nó sẽ vào cái folder nào. Nếu mà chúng ta không chọn thì mặc định nó sẽ nằm ở bên cạnh cái ảnh chính và nó chỉ thêm cái chữ là upscale phía sau thôi. Được không ạ? Vẫn là cái tên ảnh ảnh cũ nhưng mà thêm cái phía sau thôi. Ngoài ra thì nó có một số cái option ở đây. Chúng ta có thể chọn đầu ra nó là ảnh PNG, JPG hoặc là web. Được chưa ạ? Ảnh PNG thì nó có độ nét, độ sâu tốt hơn. Đấy, nhưng nó sẽ nặng hơn. Ảnh JPG thì sẽ nhẹ hơn và dễ dàng hơn trong việc chia sẻ. Đấy ạ. Ảnh web này thì dành riêng là cho web rồi. Những cái người mà thiết kế web thì sử dụng ảnh web này thì rất là tốt. Rồi. Khi mà upscale ấy, thì chúng ta chỗ này thì nó là theme, tức là gì ạ? Mình có thể thay đổi cái gì ạ? Cái màu sắc hình dạng của cái gì ạ? Của cái thằng này thôi, được chưa ạ? PUID thì cái này mình không quan tâm lắm, thì cái này là cái mà ví dụ như là mình sử dụng cái máy chủ upscale mà sử dụng cái hệ thống máy chủ bằng cloud thì mình đưa vào đây. Đấy, còn nếu mà mình muốn gọi là thấy cái phần mềm này hay, mình có thể là gì ạ? Donate, donate tức là gì ạ? Mình tặng tiền cho cái tác giả tạo ra cái phần mềm này, nó là phần mềm miễn phí nên là chúng ta thích thì chúng ta có thể là gì ạ? Tặng tiền cho họ, donate cho họ, đúng không? Ủng hộ cho họ. Ok không ạ? Đấy, xong bây giờ mình nhấn là upscale này. Dạ. Ở đây là Huy đang chọn là upscale là x8 rồi, thì thời gian nó chạy nó khá là lâu anh chị em nhé. Đấy, thì Huy sẽ
tua nhanh cái đoạn chạy này để anh chị em chúng ta đỡ mất thời gian. Đấy, bởi vì là nếu như mà để nó chạy thì anh chị em xác định là nó phải chạy được khoảng tầm 5 đến 10 phút thì mới xong một bức ảnh với cái chế độ X8. Nếu cái chỗ X4 ấy, thì nó phải mất từ 3 đến 5 phút nhá. Ok không ạ? Cái này còn tùy à, vào okay, anh chị em thấy là gì ạ? Cái việc upscale đã hoàn thành nhá. Và chúng ta đã nhìn thấy là hai cái hình ảnh trước upscale và sau upscale nó đã có sự thay đổi nhá. Đấy ạ. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Đấy. Nhìn ở đây thì chúng ta không thấy rõ đúng không ạ? Huy sẽ hướng dẫn anh chị em nha. Nên mình tắt cái này đi này. Upscale xong thì nó sẽ ra cái hình ảnh như này nhá. Đây là hình ảnh gì ạ? Là trước khi upscale. Hình ảnh này có kích thước là gì ạ? Là 1000. Đúng ạ? Đây là hình ảnh là sau khi chúng ta đã upscale, nó lên đến là gì ạ? 16.000 nhân lên 24.000 và dung lượng là 89MB. Còn cái này là dung lượng bao nhiêu ạ? Cái dung lượng này có 78 KB, còn cái này là dung lượng 89MB anh chị em nhé. 87 KB. Chúng ta sẽ thử so sánh hai cái gì ạ? Hai cái ảnh này nhá. Ở đây là chúng ta sẽ zoom vào cái mắt này nhá. Đấy, ví zoom là khoảng độ là gì ạ? 1500% hoặc 1600% anh chị em nhé. Còn ở đây anh chị em zoom vào. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? À, 82% nhá. Ở đây 100% mình vẽ vẫn rất là sắc nét được chưa? Mình giảm xuống khoảng 1000 nhá. Đấy. Thì anh chị em thấy cái mắt là sao ạ? 51% sắc nét đúng không ạ? Có 51% hình ảnh vẫn vô cùng sắc nét. Đó. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Anh chị em nhìn thấy hai hình ảnh không ạ? Một hình ảnh khi mà zoom lên thì nó bị bờ, còn hình ảnh này zoom lên thì là nó sắc nét vô cùng. Như vậy là chúng ta tưởng tượng này, nếu như mà chúng ta phóng to cái bức ảnh này lên để mà làm một cái banner ở treo tường hoặc là gì ạ, thậm chí là ngoài trời luôn, thì chúng ta phóng lên cái ảnh khi mà cô gái này gì ạ, cái đầu cô gái này to bằng cả màn hình luôn, thì làm sao ạ, thì nó vẫn vô cùng sắc nét, anh chị em thấy không ạ? Đấy, kể cả là gì ạ, đến mức như này. Đấy, to hơn cả đầu thật người, to hơn cả người thật luôn, to hơn đầu người thật luôn, thì nó vẫn vô cùng sắc nét. Trong khi cô gái này nếu như mà zoom ở đấy thì nó sẽ bị mờ như này, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Đó. Ok không ạ? Và đây là sự khác biệt của cái việc upscale anh chị em nhé. Đấy. Rồi. Thì đôi khi nó khá là khó. Ví dụ ngày hôm nay là Huy ngồi Huy thử nghiệm về cái con gà ấy, con gà ta ấy. Đó. Huy thử nghiệm cái gà ta ấy, để đưa cái món gà ta này vào để mà gì ạ? Để tạo ra cái hình ảnh cái món gà ta này. Nhưng nó toàn ra cái gà to thôi. Nó toàn ra con gà to đùng này này. Đấy, nó cái gà ta mình ngồi mình mò mãi mà không hiểu cái gà ta nó làm như nào. Đấy thì nó ra được những cái miếng gà ta như này. Đấy, gà ta nướng mật ong như này cũng ok. Nhưng mà nó không thể nào ra được nguyên si y xì như cái mình đưa vào. Đấy, được chưa? Tuy nhiên thì ở bên cạnh đấy thì cũng có những cái thằng khác nó giúp mình đã làm cái việc đấy tốt hơn. Đây. Đấy. Với chụp ảnh đồ ăn này, chụp ảnh đồ ăn và chụp ảnh sản phẩm này. Thì với chụp ảnh đồ ăn và chụp ảnh sản phẩm đấy, đây là anh chị em nhé. Ở bên trái này là Midjourney này, công cụ tạo ảnh tổng quát, được chưa? Ở bên phải ấy, nó có một cái công cụ khác, nó là Pepperly, công cụ chuyên dụng để chụp ảnh sản phẩm. Nào, như vậy là gì ạ? Với Midjourney nó không phải là cái thế mạnh giống như lúc nãy Huy nói ấy, là cái thế mạnh là đưa cái mặt mình vào xong rồi nó gì ạ? Nó ra nguyên si cái mặt mình ấy, thì nó không phải thế mạnh. Nhưng mà gì ạ? Nó lại có thế mạnh ở chỗ khác. Và có những công cụ này nó sẽ giúp cho mình gì ạ? Chụp ảnh sản phẩm tốt hơn. Được không ạ? Nó vẫn là cái hình ảnh sản phẩm nhá, nhưng mà đưa vào Midjourney này, anh chị em thấy không ạ? Midjourney đây, nó ra hình ảnh như thế này. Được không ạ? Nhưng vẫn cái ảnh sản phẩm đấy đưa vào Pepperly thì nó ra hình sản phẩm đẹp không ạ? Đó. Đây cái hình ảnh cái chai này là nó đưa vào nhá. Và thằng Pepperly thì nó ra hình ảnh rất đẹp. Nó chỉ mỗi cái chai này thôi, nhưng mà cái thằng phần mềm AI chuyên dụng ấy thì nó tạo ra cái phần ảnh như này. Được không ạ? Như vậy là đấy là cái mà Huy nói đó là gì ạ? Là chúng ta phải sử dụng đúng mục đích, chứ đừng bắt nó làm những cái thứ mà nó không phải thế mạnh của nó. Thằng Midjourney cái thế mạnh nhất như Huy nói từ đầu đấy là sự sáng tạo. Nhưng cứ ép nó vào những cái thứ mà nó không phải sáng tạo ấy, thì nó lại gì ạ? Nó lại thành ra chán. Đúng không ạ? Và chụp ảnh với AI ấy là một cái lựa chọn tốt cho rất nhiều doanh nghiệp. Thứ nhất là tốc độ nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Thứ hai là kiểm soát về mặt chất lượng, thì có nhiều cái công cụ giúp cho mình kiểm soát chính xác về mặt chất lượng. Chưa kể là nhẹ, có nhiều cái công cụ Huy sẽ hướng dẫn anh chị em những công cụ mà chuyên dụng để mà mình thay đổi cái nền. Đấy, chỉ có cái mình chụp ảnh cái sản phẩm thôi, mình đưa ảnh sản phẩm của mình lên thì tất cả cái nền này nó sẽ được thay đổi một cách rất là dễ dàng. Được chưa? Ngoài ra thì chúng ta có thể thay đổi những cái thành phần ở bên trong cái bức ảnh đó, đúng không ạ?
Đấy, chúng ta có thể sử dụng playground hoặc là runaway. Ví dụ như là hôm nay là Huy có thay đổi cái ảnh của cái cậu bé này. Đấy. Đầu tiên là cái cậu bé này là cầm quả xoài. Đây. Không biết là hôm nay có bạn Kim Ngân không biết có trong phòng Zoom không? Thì cậu bảo bạn ấy nhắn tin cho Huy, bạn ấy bảo là gì ạ? Anh ơi, em bây giờ em muốn giữ nguyên lại cái background, giữ nguyên lại cậu bé này, chỉ thay đổi mỗi cái quả xoài này thành gì ạ? Thành quả táo thôi, thì có làm được không? Thế thì Huy mới hỏi là em muốn làm bằng Midjourney hay là em muốn kết quả ra là cậu bé này cầm quả táo? Thì bạn ấy bảo là gì ạ? Là em không quan trọng là dùng cái công cụ gì, em quan trọng là gì ạ? Là tìm ra được cái kết quả mà em mong muốn, đúng không ạ? Thế thì Huy là gì ạ? Ngay lập tức là Huy giúp bạn ấy là gì ạ? Đổi hình cậu bé này cầm quả táo, được không anh chị em? Đấy, đấy, đây, đây là một cái hình ảnh cậu bé cầm quả táo, một cái hình ảnh khác. Và đây là hai công cụ khác nhau, Huy dùng hai công cụ khác nhau đều tạo ra được cái hình ảnh mà bạn ấy mong muốn. Nhưng mà gì ạ? Nó không phải là Midjourney. Đấy chính là cái điều đặc biệt mà Huy muốn nói với anh chị em ở đây là gì ạ? Midjourney nó có thế mạnh của nó nhưng nó không phải là cái thành phần mà gì ạ? Làm được tất cả, giống như là ChatGPT ấy, nó là cái thằng rất là hay nhưng nó cũng không phải là cái thằng làm được tất cả. Nó sẽ có những cái nhược điểm, nó có ưu điểm, nó có nhược điểm, và chúng ta, việc của chúng ta đó là phải sử dụng được những cái ưu điểm của nó. Đúng không ạ? Và gì ạ? Và né ra những cái nhược điểm của nó. Chứ đừng cứ bắt nó phải làm những thứ mà nó không thạo. Được không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em đồng ý với cái quan điểm này ạ? Bao nhiêu anh chị em đồng ý ạ? Cái quan trọng nhất đó là gì ạ? Là mình tạo ra được cái kết quả. Đúng không ạ? Chứ không phải là sử dụng thằng nào. Đấy. Giống như ở đây nhá. Ví dụ anh chị em muốn làm gì ạ? Làm người đúng không? Thì Huy tạo ra người đúng cái nhu cầu, đúng cái mong muốn của anh chị em, đó là gì ạ? Đúng mặt mình, nhưng mà nó là hoạt hình, nó là gì ạ? Nó là các cái thể loại khác nhau, thế là được. Quan trọng thì mít hay là không mít, đúng không? Mình muốn là mục tiêu, mình muốn là cái kết quả mình muốn là gì. Có nhiều hôm cứ bảo không, em phải dùng Midjourney cơ, nhưng Midjourney mà nó không tạo ra được thì tại sao mình lại phải phức tạp hóa vấn đề lên? Bởi vì sao ạ? Anh chị em biết là gì ạ? Kể cả thằng TikTok, nó cũng có thể biến đổi cái mặt mình thành mặt AI, nó còn dễ hơn Midjourney. Tại sao mình cứ phải làm phức tạp hóa vấn đề lên? Đúng không ạ? Mid nó không phải là một cái công cụ gọi là chiến, gọi là làm được mọi thứ. Phải nhớ điều này. AI nó đang ở giai đoạn đầu của gì ạ? Của cái giai đoạn phát triển của nó thôi. Đấy, giai đoạn bình minh của AI thôi. Cho nên là gì ạ? Đừng cố gắng ép nó phải làm được tất cả mọi thứ, mà mình sẽ có rất nhiều các con khác nhau. Chứ nếu mà con này làm được hết thì những cái con kia thì nó đâu xuất hiện làm gì, đúng không ạ? Nó đâu ra để làm gì đâu, đúng không ạ? Đấy, nó phải có ý nghĩa, nó phải ra đời, nó phải có ý nghĩa gì đó. Đấy, cho nên việc của chúng ta đó là phải làm chủ được tất cả những công cụ đấy, không phải chỉ một công cụ đâu anh chị em ạ. Đấy, và cái việc của Huy ấy, là Huy không chỉ nghiên cứu sâu một mình Midjourney đâu anh chị em ạ. Huy còn nghiên cứu rất nhiều các con AI khác nữa. Và đấy mới là cái thứ mà Huy nói với anh chị em biết là gì ạ? Nó mới là cái thứ giá trị để cho anh chị em. Cuối cùng là như này, cái quan điểm của Huy rất là đơn giản. Đó là Huy tập trung vào mục tiêu. Mục tiêu của mình là gì? Mục tiêu của mình đó là gì ạ? Nó phải đưa vào áp dụng trong cuộc sống, trong công việc. Chứ đừng tập trung vào công cụ. Đúng không ạ? Cái công cụ đấy nó không đưa mình đến mục tiêu thì làm sao ạ? Mình tìm công cụ khác, không sao cả. Nhưng Huy nói là gì ạ? Nó Midjourney nó giống như là một cái, giống như ngày xưa Huy học lập trình ấy, Huy cũng có học lập trình ấy. Thì đầu tiên mình phải học từ basic, học những cái phần mềm rất là cơ bản, xong rồi đến C++, C sharp, xong đó bắt đầu mới đến những cái phần mềm Java rồi là gì ạ, nó cao cấp hơn, xong bây giờ là Python các thứ thế. Thì làm sao ạ? Thì có rất nhiều các cái ngôn ngữ lập trình khác nhau, nhưng bắt đầu mình phải từ những cái ngôn ngữ lập trình dễ trước, được chưa? Thằng Midjourney anh chị em thấy có dễ không ạ? Nó vẽ con ngựa rất đẹp và rất dễ, đúng không? Đấy, thì nó phải dễ trước, sau đó bắt đầu mới đến cái khó sau. Ok anh chị em nhé, đúng không ạ? Rồi thì hôm nay là cái đoạn này là cái đoạn sau nhá, đoạn này là đoạn thêm nhá, còn đoạn lúc nãy là kết thúc lúc 11 giờ rồi. Cảm ơn anh chị em đã ngồi lại đến giờ này, đúng là những anh chị em là nhẹ là chiến đấu rất nhiệt tình và Huy rất là thích cái điều này. Cảm ơn anh chị em. Và như anh chị em thấy rằng là hôm nay là chúng ta đã nhận được rất nhiều kiến thức rồi ạ. Đó, chúng ta đã biết được làm chủ được Midjourney, đúng không ạ? Biết được các cái
các cái nút bấm này, biết được các cái chức năng này, biết được cái công cụ này, biết được các cái tham số này, đúng không ạ? Đấy. Và xin thưa với anh chị em là gì ạ? Tất cả những thứ đó nó chỉ là những thứ cơ bản thôi, và nó mới đang chỉ chiếm được khoảng độ tầm 10-20% những cái gì mà gì ạ? Mà chúng ta biết được Midjourney có thể làm và gọi là tùy biến thôi. Còn rất nhiều những cái thứ khác nữa, ok không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ dừng Zoom ở đây và chúng ta sẽ nghỉ ngơi để sáng mai chúng ta lại tiếp tục chiến đấu tiếp, ok không ạ? Nhá. Ok, rồi xin cảm ơn anh chị em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Sáng mai là 9:30 nhá. Vâng ạ. Ok, xin cảm ơn thầy Quang Huy rất là nhiều. Ngày hôm nay đúng là chúng ta học mà rất là ít người rời Zoom. Chắc là anh chị em nào có con nhỏ thì giờ nó còn lại để anh chị em cứ ngồi. Phương có ngồi, Phương há hốc mồm và Phương nghe anh chị em ạ. Thực sự rất là hay luôn. Và càng học thì chúng ta càng thấy rằng là chúng ta biết quá ít đúng không ạ? Midjourney nó có rất nhiều cái kiến thức mà chúng ta không thể nào biết được. Một buổi như hôm qua mà chúng ta học để chúng ta biết hết thì rất là khó. Do vậy là chúng ta mới phải vào tham gia lớp học hoặc những học chuyên sâu nữa để chúng ta càng biết nhiều hơn. Và một lần nữa xin biết ơn thầy Nguyễn Quang Huy rất là nhiều. Và chúng ta hãy dành cái sự biết ơn đó bằng những lời cảm ơn, những lời biết ơn, những trái tim, những bông hoa tươi thắm để gửi lên mục chat được không ạ? Cảm ơn thầy rất là nhiều và cảm ơn đội ngũ ekip chương trình đã support để giúp cho phòng Zoom ngày hôm nay của chúng ta được thành công tốt đẹp. Cảm ơn tất cả anh chị em đã có mặt ở đây. Và anh chị em nào mà chưa chuyển khoản để được vào khóa học chuyên sâu thì chúng ta vẫn còn 30 phút nữa để có một cái giá ưu đãi là 4,5 triệu, đúng không ạ? Nói thật với anh chị em là chúng ta chỉ sở hữu một cuốn sách thôi là chúng ta đã lời rồi. Một cuốn sách thôi đã rất là giá trị rồi. Và nếu như chúng ta đã biết Midjourney rồi thì chúng ta hãy là người tiên phong, hãy là người đi trước đi ạ. Bởi vì chúng ta nên biết rằng Midjourney chính là ngành công nghiệp tỷ đô. Thế thì cái việc mà chúng ta lựa chọn có vào, có tham gia vào ngành công nghiệp này hay không thì đấy là quyền lựa chọn của chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ ngắn là ngày hôm nay chúng ta bỏ ra 4,5 triệu, nhưng mà tương lai chúng ta có thể kiếm gấp nhiều lần cái số tiền đó. Nên chúng ta hãy nghĩ cho tương lai, được không ạ? Hãy nghĩ xa một chút, hãy có những tầm nhìn, đừng nghĩ ngắn. Đó, và Phương đã được đồng hành cùng với thầy Quang Huy và thầy Cao Vương rất là nhiều các khóa học rồi. Và Phương biết rằng là khóa học này là khóa học thực sự giá trị và giúp cho anh chị em có thể kiếm tiền ngay được. Và vào khóa học chuyên sâu thì chúng ta sẽ được học những cách kiếm tiền, có thể tạo ra một cái tác phẩm, một cái chủ đề cho chúng ta bằng một cái gì ạ? Một buổi cốt riêng một cho chúng ta, được không ạ? Do vậy là một ít phút cuối thôi thì Phương muốn chia sẻ cho anh chị em những điều đó, là những người đi trước để chia sẻ cho anh chị em nhá. Do vậy là anh chị em nào chưa đăng ký thì chúng ta còn 30 phút nữa để chúng ta đăng ký với một cái giá ưu đãi này. Yên tâm là chúng ta có rất nhiều quyền lợi ở đó. Học 1 năm cơ mà, đúng không ạ? 1 năm cơ, và không phải là 1 năm chúng ta mới tạo ra tác phẩm đâu. Trong một thời gian ngắn đồng hành khóa học này chúng ta đã tạo ra một tác phẩm rồi. Và tương lai chúng ta sẽ trở thành những người thầy giống như thầy Quang Huy để chia sẻ những cái điều tuyệt vời này đến cho rất nhiều người khác nữa, được không ạ? Đấy là tương lai đó, chúng ta mong là như thế. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em đã có mặt ở đây. Cảm ơn thầy Quang Huy rất là nhiều và chúc anh chị em có một giấc ngủ thật là ngon. Hẹn gặp lại anh chị em vào 9:30 sáng ngày mai. Và Phương tin chắc rằng đêm nay anh chị em sẽ mất ngủ vì sẽ thực hành nhiều đấy, đúng không ạ? Nhưng mà anh chị em hãy ngủ sớm đi ạ. Vừa sáng mai chúng ta sẽ học sớm và chúng ta sẽ có mặt vào lúc 9:30 để chuẩn bị, đúng không ạ? Ok nhá, 9:30 đến mấy giờ ạ? 9:30 đến mấy giờ cũng chưa biết nữa chị ạ. Bởi vì là có thể là đến 11:30, có thể đến 12:00, có thể đến 12:30, có thể đến 1:00. Đó, cũng tùy đó, đúng không ạ? Và rất nhiều kiến thức và thầy Huy của chúng ta thì rất là tuyệt vời, đó là lúc nào cũng mong muốn mang rất nhiều kiến thức đến cho chúng ta, cho nên là không quan trọng là giờ đâu ạ. Giống như bây giờ lại gần 12:00 rồi, đúng không ạ? Chỉ lo chúng ta ngày mai không học được nên là ngủ thôi. Ngày mai mà không học thì chắc là tới bến luôn. Ok, chúc cả nhà ngủ ngon nhá. Hẹn gặp lại cả nhà vào sáng ngày mai.
Fruit. Snow. Đấy, để cho Mai Phương ra xích nhập. Hello, xin chào. Hello, xin chào. Xin chào cả nhà. Hôm nay học ai vậy? Hôm nay học cứ hả hả hốc mồm ra câu em không hả? Học viên hả? Nhưng mà học viên rất là chăm chỉ, liên tục như là thầy không uống nước thì phải, đúng không? Đó, học viên thứ nhất thầy liên tục nếu uống nước mà thầy chỉ uống gì cả. Ông thầy thở không thầy? Thầy tạo ra bức ảnh rồi à? Nhưng mà đây, em không thèm trứng vịt lộn đâu. Béo lắm. Đấy. Nhưng mà thế làm sao mà khi mà tải ảnh lên em đặt câu lệnh thì nó lại mất cả ảnh. Mất ảnh đấy là do